rể quý trời cho. Chương 1061, thật ra tôi đã có vợ rồi. Nghe Lục Diên Thọ nói vậy, Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi kinh ngạc, không ngờ ông ta đã lập xong kế hoạch để mình và đám sư huynh đệ cùng đi theo, chỉ là không biết đến khi mình đi, có thể mang theo cái gì. Dù sao, Lâm Thanh Diện phỏng đoán, thực lực của Lục Diên Thọ chắc đã đạt đến thần cảnh rồi, đến lúc đó nếu gặp phải phiền toái gì thì với thực lực của ông ta chắc chắn cũng có thể dễ dàng đối phó. Ngược lại nếu đám đệ tử này cùng đi theo có lẽ sẽ trở thành vướng víu. Nhưng Lục Diên Thọ đã thỉnh cầu như vậy, Lâm Thanh Diện không hề do dự, dù sao anh có thể có ngày hôm nay, phần lớn là nhờ sư phụ. Cả đời này Lâm Thanh Diện sẽ không quên ơn tri ngộ và sự dạy bảo năm đó của sư phụ, bây giờ sư phụ cần anh thì anh không sẽ chùn bước mà lao lên trước nhất. Sư phụ yên tâm, đến lúc đó chắc chắn con sẽ không từ chối. Lâm Thanh Diện nói với Lục Diên Thọ. Lục Diên Thọ vui mừng khẽ gật đầu, rõ ràng hết sức hài lòng đối với đệ tử này của mình. Không biết khi nào sư phụ muốn đi chỗ Tần Trường Sinh lưu lại. Lâm Thanh Diện hỏi. Con vừa tới trên đảo, còn chưa quen hết sư huynh đệ, chuyện này cũng không vội, cứ chờ con thích ứng một chút rồi nói sau. Lục Diên Thọ nói. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó hai người lại hàn huyên một số việc linh tinh khác. Khi từ trong phòng Lục Diên Thọ đi ra, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Vương Kiếm đang đứng chờ ở ngoài phòng sư phụ, lập tức lễ phép nói chào sư huynh Vương Kiếm. Vương Kiếm mỉm cười với Lâm Thanh Diện, nói, bây giờ cậu đã là đại sư huynh, đừng gọi tôi là sư huynh nữa. Thật ra tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện trước kia là tôi quá cố chấp, hơn nữa thái độ sư muội bạch chỉ với cậu khiến tôi nảy sinh lòng đố kỵ. Nhưng trận chiến hôm nay đã khiến tôi hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi cũng đã hiểu dụng ý của sư phụ, cộng thêm sư muội bạch chỉ cũng đã bày tỏ thái độ đối với tôi, nên hiện tất cả những thứ tích tụ trong lòng tôi cũng đã tan thành mây khói. Thiên phú và thực lực của cậu đúng là mạnh nhất trong đông đảo đệ tử của sư phụ, điều này không thể nghi ngờ, tôi tâm phục khẩu phục rồi, nhưng sau này tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt được trình độ của cậu. Về phần sư muội bạch chỉ, tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Dưa hái xanh không ngọt, sau này tôi cũng sẽ không tiếp tục tranh giành cô ấy với cậu nữa, tôi tin cô ấy đi theo cậu, mới có thể sống càng vui vẻ. Nghe xong những lời từ đáy lòng của Vương Kiếm, Lâm Thanh Diện lập tức có chút dở khóc dở cười, vội giải thích, sư huynh, thật ra tôi không hề có ý gì với sư tỷ bạch chỉ, hơn nữa tôi đã có vợ rồi, con tôi cũng đã gần một tuổi. Sau này, anh nên tiếp tục theo đuổi cái anh muốn theo đuổi, tuyệt đối đừng vì tôi mà từ bỏ. Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, Vương Kiếm lập tức ngơ ngác, lẩm bẩm nói, cậu đã kết hôn rồi sao? Con cũng đã một tuổi rồi. Lâm Thanh Diện nghiêm túc gật đầu. Vương Kiếm lập tức có chút không biết làm sao. Phải biết năm nay anh ta đã 30 tuổi, vẫn luôn theo đuổi bạch chỉ, nhưng lại chưa bao giờ thành công, nên tới hôm nay anh ta vẫn còn độc thân. Mà sư đệ nhỏ hơn mình vài tuổi, không chỉ kết hôn rồi, thậm chí ngay cả con cũng đã có rồi. Điều này khiến người làm sư huynh như anh ta cảm thấy khá hổ thẹn. Vương Kiếm xấu hổ cười cười, khẽ đằng hắng một tiếng, rồi nói, thì ra là như vậy, tôi thật đúng đã hiểu lầm cậu. Đêm nay tôi định cùng các sư huynh đệ uống vui vẻ, đến lúc đó cậu nhất định phải tới. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, buổi tối tôi phải uống cùng cậu một chầu. Vương Kiếm vội rời chủ đề, phòng ngừa mình tiếp tục xấu hổ. Chắc chắn rồi, Lâm Thanh Diện đáp lại. Buổi tối. Vương Kiếm tập hợp hết sư huynh đệ và sư tỷ muội lại, bảo mọi người đem hết rượu ngon của mình ra, chuẩn bị uống một trận. Mọi người đốt lửa lên, sau đó mang thịt rừng ban ngày mình đánh được ở trên đảo và hải sản bắt được từ biển ra, vừa uống rượu vừa ăn thịt. Bởi vì biểu hiện ban ngày, Lâm Thanh Diện hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mọi người đối với anh, mọi người đều muốn lôi kéo làm quen với anh, càng không ngừng tìm anh uống rượu. Hai người Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu cũng thỉnh thoảng tìm Lâm Thanh Diện uống một chút. Nhất là Giang Tiểu Nhu, rõ ràng không thể uống rượu, lại nhất định phải giả vờ tửu lượng không tệ, kết quả chỉ một chén nhỏ, cả người đã lâng lâng. Vì tránh cho sau này xấu hổ, Lâm Thanh Diện kể chuyện mình đã kết hôn, đồng thời có một đứa con gái cho mọi người. Sau khi nghe được, hai người Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu đều có vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thanh Diện đã kết hôn, hơn nữa còn có con gái rồi. Giang Tiểu Nhu vẻ mặt đau khổ, cộng thêm đã uống rượu. Ở trước mặt mọi người mạnh mẽ phê phán Lâm Thanh Diện lừa gạt tình cảm của cô ta, nếu đã có vợ rồi, sao còn để cho mình sinh ra loại suy nghĩ kia chứ?
Lâm Thanh Diện vẻ mặt im lặng, nói mình tới bây giờ chưa từng lừa gạt tình cảm của cô ta, là do bản thân cô ta cứ nghĩ về phương diện đó. Tất nhiên, Lâm Thanh Diện cũng hiểu với tính cách của Giang Tiểu Nhu nói ra là coi như xong, cũng sẽ không coi là thật. Nhưng Bạch Chỉ, sau khi nghe anh nói mình đã có vợ và con gái, rõ ràng tỏ ra mất mát. Hơn nữa ngay từ đầu cô ta cũng không uống rượu, thế mà sau đó bắt đầu uống với mọi người, đồng thời còn tỏ vẻ không quan trọng. Lâm Thanh Diện thấy cô ta như vậy, biết cô ta có thể thật sinh ra một loại ý nghĩ nào đó, nhưng cũng may bọn họ quen biết chưa lâu, loại ý nghĩ này vẫn chỉ dừng ở giai đoạn ban sơ, cho nên lúc này bóp chết loại ý nghĩ đó của Bạch Chỉ từ trong ban đầu mới là cách làm chính xác nhất. Lần này, cùng uống rượu đã kéo gần mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và mọi người lại. Sau khi uống thỏa thuê, mọi người bắt đầu kể về chuyện xảy ra năm đó khi mình được sư phụ thu làm đồ đệ. Trong lòng Lâm Thanh Diện cũng không khỏi cảm khái, nghĩ đến năm đó khi bản thân chán nản nhất thì gặp được sư phụ, nếu không phải sư phụ cho anh một tia hy vọng, e là anh rất khó sống đến bây giờ. Sự cảm kích của anh với sư phụ không ngôn từ nào diễn tả hết được, nên anh mới sẵn lòng đồng ý mọi yêu cầu của sư phụ, dù là lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng không chối từ. Khi mọi người ở đây náo nhiệt, trong bóng đêm cách đó không xa, Lục Diên Thọ đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn những đệ tử này của mình, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt ông ta dừng trên người Lâm Thanh Diện thật lâu, trong ánh mắt là một loại ý vị không tên. Nếu lúc này Lâm Thanh Diện dùng thần niệm quan sát xung quanh một chút, thì sẽ phát hiện Lục Diên Thọ ẩn trong bóng tối, đồng thời nhìn thấy quanh thân ông ta tràn ngập sương mù màu đen. Đám sương mù màu đen này không chỉ che lấp Lục Diên Thọ, mà còn tạo ra sự tương phản với vẻ điềm đạm gần gũi hàng ngày của ông ta. Lục Diên Thọ nhìn chằm chằm đám đệ tử hồi lâu, ánh mắt ông ta chợt trở nên tĩnh mịch, khóe miệng ông ta cũng khẽ cong lên độ cong rất nhỏ, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ông ta cũng không tiếp tục dừng lại, quay người rời khỏi nơi này, không ai phát hiện ông ta đã từng tới. Chương 1062, Mộ Tần Vương. Mấy ngày sau, Lâm Thanh Diện ở lại trên đảo. Sau khi mâu thuẫn trước đó được giải trừ, Lâm Thanh Diện phát hiện những sư huynh đệ này của mình đều rất nhiệt tình. Hơn nữa đêm đó, sau khi anh nói cho mọi người mình đã có vợ và con gái, tốc độ gây phiền phức của Giang Tiểu Nhu và Bạch Chỉ với anh rõ ràng chậm lại. Bởi vì giờ đây bản thân cũng được xem là đại sư huynh, nên không ít sư huynh đệ chạy tới hỏi anh một số chuyện liên quan tu luyện. Dù sao với kinh nghiệm của cao thủ hóa cảnh đỉnh phong, còn là kinh nghiệm của thiên tài tuyệt thế vẫn khá hữu dụng với bọn họ. Lâm Thanh Diện cũng không keo kiệt, mặc kệ ai đến hỏi, đều sẽ kiên nhẫn giải đáp, điều này khiến mọi rất có thiện cảm với anh. Nhưng Lâm Thanh Diện không nghĩ tới chính là người đến thỉnh giáo nhiều nhất lại là Bạch Chỉ, nhưng cũng may lần nào Bạch Chỉ cũng hỏi về vấn đề võ học, khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy cô ta đã tiếp nhận sự thật về chuyện mình đã kết hôn, có lẽ sau này sẽ không tiếp tục có ý nghĩa kia với anh nữa. Còn Giang Tiểu Nhu, lần nào cũng mượn cớ thỉnh giáo, hỏi Lâm Thanh Diện một loạt chuyện phiếm. Làm cho Lâm Thanh Diện dù không sợ người khác làm phiền, nhưng cứ nhìn thấy Giang Tiểu Nhu đều vội vàng né tránh. Sau gần một tuần, Lục Diên Thọ triệu tập mọi người lại, đồng thời tuyên bố với bọn họ, ông ta đã quyết định tiến về chỗ năm đó Tần Trường Sinh lưu lại, để mọi người chuẩn bị một chút. Trước lúc này, Lục Diên Thọ nói sơ qua về tình hình của mình và mọi người một lần, sau khi mọi người biết được Lục Diên Thọ chỉ sống được chưa tới 3 năm thì đều giật mình. Nhưng sau khi biết còn có biện pháp cứu vãn, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nói rõ, Lục Diên Thọ để mọi người chuẩn bị một chút, rồi bọn họ lập tức xuất phát tiến về nơi Tần Trường Sinh lưu lại. Trong lòng Lâm Thanh Diện cũng có chút chờ mong, muốn xem rốt cuộc nơi Tần Trường Sinh lưu lại là nơi như thế nào. Lâm Thanh Diện vẫn rất tò mò về người trước kia từ Thương Nguyên Giới trốn tới. Năm đó Tần Trường Sinh từ Thương Nguyên Giới đi vào trái đất, chúng thần điện đều cực kỳ chấn động. Gần như điều động tất cả lực lượng tiến hành lùng bắt vây quét ông ta, nhưng đều không thể tìm được tung tích của ông ta. Sau gần hơn 100 năm, chúng thần điện vẫn không tra được tung tích Tần Trường Sinh, tưởng trước đó ông ta đã bị trọng thương khi từ đường nối truyền tống trốn tới, sau đó không bao lâu thì chết. Lại không ngờ ông ta đã thay đổi thân phận, gây sóng gió với võ đạo khi đó, thậm chí còn thu Lục Diên Thọ làm tùy tùng. Đương nhiên, chắc chắn Tần Trường Sinh bị thương nặng. Bằng không ông ta sẽ không chỉ khiêu chiến giới võ đạo của mọi người. Dù bây giờ từ trong miệng Lục Diên Thọ biết được Tần Trường Sinh đã chết, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn rất muốn biết rốt cuộc người đến từ Thương Nguyên Giới là người như thế nào. Dù sao dựa theo cách giải thích của Quý Trường Thanh, thì Thương Nguyên Giới có thần tiên tồn tại.
Tần Trường Sinh có thể trốn tới từ đường nối truyền tống, chứng minh thực lực vô cùng mạnh, dù ở Thương Nguyên giới, có lẽ cũng là người đứng đầu, cho nên ông ta chắc là thần tiên trong truyền thuyết. Dù không nhìn thấy phong thái Tần Trường Sinh khi còn sống, nhìn dáng vẻ thần tiên sau khi chết một chút cũng đáng. Sau khi mọi người chuẩn bị xong không lâu, Lục Diên Thọ đã dẫn một đám đệ tử đi về phía trung tâm của đảo. Trên đường Giang Tiểu Nhu còn lấy làm lạ, thầm nói, chẳng lẽ trên đảo này còn có nơi tôi không biết sao? Nếu chỗ sư phụ nói thật tồn tại, thì chắc tôi phải đi qua rồi mới đúng. Bạch Chỉ bên cạnh lập tức cười nói, người đến cảnh giới như sư phụ, đều là bản lĩnh phi thường, em mới có chút thực lực, nếu có thể tìm được chỗ sư phụ nói mới kỳ lạ. Mọi người nhanh chóng đi đến phía trước vách đá của trung tâm đảo. Nơi này có gì đặc biệt chứ, trước kia tôi thường xuyên đến chỗ này chơi đấy, chưa từng phát hiện có cái gì khác biệt. Giang Tiểu Nhu vẻ mặt nghi hoặc mở miệng nói. Lục Diên Thọ mỉm cười, sau đó trên bàn tay xuất hiện một sức mạnh kỳ lạ, khẽ vung về phía trước, sức mạnh kia lập tức chui vào trong vách núi treo leo, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy trên vách đá dựng đứng bắt đầu chập chờn như gợn nước, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau khi gợn sóng xuất hiện, toàn bộ vách đá dựng đứng cũng bắt đầu biến hóa kỳ dị, dường như vách đá chỉ là dùng thuật che mắt, dần dần biến mất, mà một thứ giống cửa đá cũng dần dần lộ ra. Ngay khi mọi người nhìn thấy vách đá biến mất trước mắt thì thay vào đó là một cửa đá khổng lồ. Mà trên cửa đá là có ba chữ lớn viết theo lối cổ. Mộ Tần Vương. Mọi người đều hít sâu một hơi, sau khi nhìn ba chữ kia một cái, bọn họ lập tức cảm thấy một sức mạnh vô tận bao phủ bọn họ, khiến từ đáy lòng bọn họ sinh ra một cảm giác muốn quỳ lạy thần phục. Trời ạ, đây thật quá đáng sợ, vẻn vẹn ba chữ đã khiến ta cảm thấy không cách nào phản kháng. Rốt cuộc người viết xuống ba chữ này lợi hại cỡ nào chứ? Thật sự quá thần kỳ, vừa rồi vách đá lại có thể trực tiếp biến thành cửa đá, khó trách trước kia tôi chưa từng phát hiện, đây chắc là thủ đoạn của thần tiên rồi. Giang Tiểu Nhu cũng tỏ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Mộ Tần Vương, không nghĩ tới nơi này lại là một ngôi mộ, người tự xưng Tần Vương này khi còn sống chắc chắn là một nhân vật không tầm thường, chỉ là tại sao tôi chưa từng có nghe nói về danh hiệu của người này. Vương Kiếm vẻ mặt cũng đầy cảm khái. Lâm Thanh Diện nhìn ba chữ kia thì mỉm cười, không ngờ Tần Trường Sinh lại còn tự phong Tần Vương, không biết đây là danh hiệu của ông ta ở Thương Nguyên giới, hay là sau khi đi vào trái đất mới lấy cho mình. Lúc này anh cũng chú ý tới trên cửa đá kia có ba chỗ lõm xuống, lớn nhỏ giống như ngọc ngưng hồn, nghĩ đến chỉ cần đem ba khối ngọc ngưng hồn đặt ở bên trên thì chắc chắn cửa đá này sẽ mở ra. Lục Diên Thọ nhìn mọi người một chút, rồi lấy từ trong quần áo mình ra một bình ngọc, đổ ra một số viên thuốc màu đen. Trong mộ này có sát khí, nếu mọi người cứ như vậy đi vào thì tâm thần sẽ bị sát khí ăn mòn, đan dược này có thể giúp mọi người ngăn cản sát khí ăn mòn, mỗi người một viên, uống đi. Nói xong, ông ta lập tức phân phát đan dược trong tay cho mọi người. Mọi người đều không hề do dự, nuốt đan dược vào. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm viên đan dược kia, không cảm thấy nó có gì kỳ quái, nên liền bỏ vào trong miệng mình. Sau khi mọi người uống đan dược xong, Lục Diên Thọ lấy ba khối ngọc ngưng hồn ra, đặt ở trên chỗ lõm xuống của cửa đá. Ba khối ngọc ngưng hồn lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, ngay sau đó, mọi người nhìn thấy cửa đá kia bắt đầu từ từ mở ra, mùi bụi bặm đã lâu lập tức đập vào mặt. Chương 1063, thi thể. Trong cửa một mảnh đen kịt, nhưng có con thú lớn nguy hiểm đang ẩn náu, chỉ cần nhìn một cái liền khiến cho người ta cảm thấy bên trong ẩn chứa vô vàn mối nguy. Lâm Thanh Diện trực tiếp phóng ra thần niệm của mình, thăm dò bên trong môn, nhưng điều anh không ngờ tới chính là, thần niệm của anh vừa lướt qua tảng đá kia liền bị một lực cực lớn cản lại, rất khó để tiến lên trước. Thứ gây cản trở thần niệm của anh tiến lên là một loại lực khá quỷ dị, loại lực này có hiệu quả ăn mòn lòng người, chỉ sau khi tiếp xúc với nó một thời gian ngắn, anh liền cảm giác cả người đều trở nên cáu kính. Nếu như đoán không sai, đây chính là sát khí mà Lục Diên Thọ nói tới. Trong lòng anh sinh ra một tia e ngại với Tần Trường Sinh, chỉ một tia sát khí lưu lại sau khi ông ta chết đi vậy mà cũng kinh khủng như thế. Phải biết rằng Lâm Thanh Diện đã là cao thủ hóa cảnh đỉnh phong, sức chống cự tương đối mạnh với nhiều thứ, nhưng chỉ vẻn vẹn vài giây đồng hồ tiếp xúc với sát khí này, liền có cảm giác bị ăn mòn, đủ để thấy nó khủng khiếp cỡ nào. Với lại, Tần Trường Sinh đã chết đi nhiều năm như vậy, sát khí trong mộ bây giờ đã yếu hơn nhiều so với lúc trước. Xem ra có thể từ Thương Nguyên giới chạy trốn tới trái đất thì Tần Trường Sinh này cũng không phải người đơn giản. Lục Diên Thọ nhìn chằm chằm vào sau cửa đá, trên mặt lộ ra tia cảm khái, sau đó chỉ tay một cái,
một vệt sáng xuất hiện, bắn vào sau cửa đá. Đám người thuận theo tia sáng, nhìn thấy một dãy hàng làng rất dài phía sau cửa. Tia sáng kia trực tiếp khắc vào phía trên bức tường, như một cái đèn điện, một mực tỏa ánh hào quanh, đám người có thể thấy rõ được tình trạng bên trong. Tất cả đều có chút thán phục bản lĩnh cao cường của Lục Diên Thọ, khả năng hiện tại của ông ta trong mắt người bình thường chẳng khác thần tiên là bao. Sát khí trong ngôi mộ này tràn lan, nhưng các người vừa uống đan dược mà tôi đưa, cho nên sẽ không bị sát khí ăn mòn, có điều phải nhớ đừng dùng thần niệm hoặc tinh thần lực đi dò xét tình huống trước mặt, sát khí này có thể thông qua thần niệm và tinh thần lực để tiến hành ăn mòn người. Lục Diên Thọ vừa lên tiếng, ánh mắt liền hướng về phía Lâm Thanh Diện, lời này rõ ràng đang nói với anh. Lâm Thanh Diện thành thật gật đầu, vừa rồi anh cũng cảm thấy được uy lực của sát khí này. Bây giờ chúng ta đi vào thôi. Không tiếp tục do dự nữa, Lục Diên Thọ dẫn đầu đi vào trong một. Đám người lập tức đuổi theo, trên mặt đều mang theo vẻ tò mò khó giấu. Đi dọc hành lang đến cuối cùng, mọi người thấy có hai lối rẽ xuống hiện trước mặt, Lục Diên Thọ xe nhẹ chạy đường quen đi vào con đường bên trái, giống như thường xuyên tới nơi này vậy. Lúc đầu, Lâm Tha Diện cho là những ngôi mộ giống như vậy, nhất định sẽ có cơ quan, bọn họ phải trải qua muôn vàn nguy hiểm mới đến được khu vực trung tâm. Nhưng mà bọn họ một đường đi tới cũng không có đụng phải bất kỳ cơ quan hay cạm bẫy nào, Lục Diên Thọ cứ như biết nơi này không có cơ quan, bước chân vô cùng nhanh. Sau đó Lâm Thanh Diện mới hiểu ra, Tần Trường Sinh cũng không phải hoàng đế vương gia trong thời cổ đại của nước C, không có thói quen tạo cơ quan ở huyệt mộ của mình. Với cả khi ông ta còn sống gần như sánh vai với tiên nhân, chỉ riêng phương pháp này tiến vào huyệt mộ, người bình thường còn không nghĩ ra chứ nói chi đến đi trộm mộ. Nếu không phải Lục Diên Thọ mở cái cửa đá này ra, ngay cả Lâm Thanh Diện đạt được đến cao thủ hóa cảnh đỉnh phong cũng không nhìn ra được vách đá kia lại có thể biến thành cổ đá. Với cả sát khí tồn tại trong huyệt mộ này còn khủng khiếp hơn sơ với tất cả các cạm bẫy, cơ quan. Nếu không phải Lục Diên Thọ cho bọn họ đan dược có thể chống lại sát khí, thì cho dù hóa cảnh đỉnh phong như Lâm Thanh Diện đều gánh không được sự ăn mòn của sát khí. Cho nên có thể giải thích được vì sao Tần Trường Sinh không cần bố trí cạm bẫy, cơ quan trong mộ huyệt của mình. Dọc theo con đường tới cuối cùng, tất cả mọi người đều thấy một không gian thoáng đạt, Lục Diên Thọ lần nữa thi triển chiêu thức của mình, thắp sáng toàn bộ không gian. Đây là một sảnh vuông đại khái mấy trăm mét vuông, bên trong được xây dựng tương đối to lớn huy hoàng, cho người ta cảm giác như ở hoàng cung. Đám người bị khí thế phòng khách này làm cho rung động, không nhịn được nhìn quanh bốn phía. Phòng khách này trưng bày rất nhiều thứ, đủ loại dương, không biết bên trong chứa cái gì. Ở vị trí trung tâm, đám người có thể nhìn thấy ở đó đặt một chiếc giường đá, trên giường đá có một cái xác. Cái xác này hoàn hảo không chút tồn tại, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu bị sấy khô, giống như là một người đang ngủ thiếp đi, chỉ là trên người của người này đã không còn bất kỳ hơi thở nào. Lâm Thanh Diện phán đoán, cái xác nằm trên giường kia hẳn là Tần Trường Sinh. Không ngờ đã hơn 100 năm, thi thể Tần Trường Sinh vẫn như cũ, hoàn hảo không chút tổn hại. Không biết khi còn sống thực lực của ông ta rốt cuộc đã đạt được đến dạng nào. Lục Diên Thọ nhìn thấy cái xác trên giường xong thì cả người đều trở nên kích động, không biết bởi vì tình cảm năm đó ông đi theo Tần Trường Sinh, hay là vì nguyên nhân khác. Sư phụ, nơi này đặt rất nhiều dương, thứ mà sư phụ muốn tìm. Có phải ở trong một trong số chúng không? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Lục Diên Thọ hỏi một câu. Lục Diên Thọ nhìn cũng không buồn nhìn nhưng cái dương đó, mở miệng nói, thứ mà ta muốn tìm hẳn là nằm trên cái xác kia. Tất cả mọi người đều nhìn sang cái xác, không biết rốt cuộc là trên cái xác đó có đồ vật thế nào. Lục Diên Thọ đi về phía giường đá, tất cả mọi người đều lên tinh thần, giờ giờ phút phút cảnh giác nguy hiểm có thể bất ngờ xảy ra chung quanh. Đến trên giường đá, ánh mắt Lục Diên Thọ đột nhiên trở nên có chút cổ quái, dường như ông ta có một cảm xúc khác lạ đối với cái xác này. Lâm Thanh Diện chú ý tới biến hóa nhỏ này của Lục Diên Thọ, trong lòng dấy lên tia kỳ quái, nghĩ thầm cho dù sư phụ tưởng nhớ đến quãng thời gian đi theo Tần Trường Sinh thì cũng không nên toát ra cảm xúc như vậy đối với một cái xác mới đúng. Lục Diên Thọ nhìn chằm chằm cái xác hồi lâu, vậy mà vươn tay, sờ lên mặt cái xác đó. Điều này khiến cho mọi người mở to mắt ra nhìn. Hoàn toàn không ngờ được Lục Diên Thọ lại làm ra hành động như vậy. Sư phụ, thế nào là sao? Chẳng lẽ ông ta, và cái xác này khi còn sống từng có xích mích gì không thể nói? Giang Tiểu Nhu nhỏ giọng thì thầm một câu, gương mặt đều là vẻ hóng hớt. Bạch chỉ chừng cô một cái, bảo cô ngậm miệng.
Bàn tay Lục Diên Thọ vuốt ve trên mặt cái xác kia, xem ra đúng là có chút tình cảm khác thường với cái xác này, nhưng Lâm Thanh Diện có thể lĩnh hội ra, tuyệt đối không giống như Giang Tiểu Nhu nghĩ. Anh cảm giác khi Lục Diên Thọ nhìn chằm chằm vào cái xác này, dường như đang nhìn vào mình vậy. Đúng lúc này, ở trong sảnh lớn đột nhiên truyền tới một tiếng gào thét, ngay sau đó, một bóng đen không biết từ đâu chui ra, nhanh chóng vọt về phía Lục Diên Thọ. Sư phụ, cẩn thận! Lâm Thanh Diện nhanh chóng hô một tiếng về phía Lục Diên Thọ. Chương 1064, thật ra ta chính là Tần Trường Sinh. Lục Diên Thọ cũng chú ý tới bóng đen đó, lúc này ngẩng đầu nhìn lên, hai con mắt gắt gao khóa chặt vào bóng đen đó. Sau khi bóng đen vọt tới trước mặt Lục Diên Thọ, thì trực tiếp vươn tay, bóp vào cổ ông ta. Trong lòng Lâm Thanh Diện có hơi kinh hãi, anh có thể cảm nhận được khí thế tỏa ra từ người bóng đen, thực lực của kẻ đó lại đạt hóa cảnh đỉnh phong. Mà thể nội của bóng đen này phát ra lực lượng chập chờn, giống hệt với huyền công mà anh tu luyện. Nhưng có chút quỷ dị chính là anh lại không thể cảm nhận bất kỳ hơi thở của sự sống này trên người bóng đen này. Kẻ này cho người ta cảm giác giống như một tử thi, có chút kinh khủng. Lục Diên Thọ nhìn bóng đen kia ra tay với mình, sau đó vung tay lên một cái, một luồng lực lớn xuất hiện, trực tiếp khống chế bóng đen đó ngay tại chỗ. Lúc này đám người mới nhìn rõ dáng vẻ của bóng đen kia, thật ra là một người. Nhưng bộ da của người này hoàn toàn là màu xanh đen, khô quắt, cả gương mặt không có bất kỳ máu thịt gì, hai con mắt là một màu đỏ tươi quỷ dị, nhìn giống như cương thi trong phim ảnh. Cái, người, này giống như dã thú, cổ họng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng giống trầm thật, trong miệng cũng mọc răng nanh màu đần, nhìn qua như cực kỳ muốn cắn một cái vào cổ Lục Diên Thọ một cái. Có điều thực lực của Lục Diên Thọ đã vượt xa so với hóa cảnh đỉnh phong rồi. Cho nên cái, người, này không có cách nào làm tổn thương Lục Diên Thọ được. Kẻ đó đứng trước mặt Lục Diên Thọ, cơ thể ngay cả động cũng không động được. Sư phụ, đây là thứ gì, sao nhìn lại khủng khiếp như vậy? Người này cũng không phải người sống đúng không ạ? Giang Tiểu Nhu nhìn chằm chằm vào bóng đen đó, hỏi một câu. Ánh mắt Lục Diên Thọ trở nên có chút phức tạp, mở miệng nói, không sai, người này đã chết trên trăm năm, khi còn sống gã có thực lực mạnh mẽ. Sau khi chết bị sát khí trong mộ ăn mòn, cho nên mới sinh ra biến hóa như thế. Gã là bảo vệ cho cái xác trên giường đá này, nếu như ta động vào thi thể, gã sẽ công kích ta. Đám người nghe xong, trong lòng đều giật mình, không ngờ kẻ nhìn như cương thi này lại chết hơn 100 năm rồi. Với cả điều mà bọn họ không tưởng tượng được là gã đã chết trên trăm năm, mà còn canh giữ thực thể trên giường, chỉ riêng lòng trung thành này cũng khiến người ta cảm động. Lục Diên Thọ nhìn chằm chằm tên đó, trong mắt tràn đầy xúc động, dường như cũng đang tán thưởng lòng trung thành của gã. Có điều Lâm Thanh Diện lại bắt được trong mắt của Lục Diên Thọ một tia tiếc hận sâu sắc, không biết tại sao ông ta lại xuất hiện tâm trạng như vậy. Từ sau khi tiến vào trong một huyệt, Lâm Thanh Diện liền cảm giác được Lục Diên Thọ có chút không bình thường, cũng không biết là vì lúc đầu loại trừ sát khí trong cơ thể mình, hay là vì nguyên nhân gì khác. Lục Diên Thọ nhìn chằm chằm người kia hồi lâu, sau đó vung tay lên, cơ thể của người kia liền bị đánh bay ra ngoài, văng xuống đất. Gã còn muốn tiếp tục công kích Lục Diên Thọ, dường như Lục Diên Thọ cực kỳ không muốn, nhưng mà cuối cùng vẫn phóng ra một luồng năng lượng, trực tiếp bay thẳng vào mi tâm người kia. Trong nháy mắt, người kia liền không có bất kỳ động tĩnh gì, cơ thể cũng mềm nhũn, con mắt đỏ rực cũng nhanh chóng tan đi, biến thành không còn chút sự sống nào. Sau khi giải quyết xong người kia, Lục Diên Thọ hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, được rồi, tôi đã tìm được biện pháp giải độc, có điều cần các người phối hợp. Tất cả đều cho Lục Diên Thọ một ánh mắt khẳng định, Lục Diên Thọ có cần, đương nhiên bọn họ sẽ không có bất kỳ từ chối nào. Lâm Thanh Diện, con qua đây. Lục Diên Thọ lên tiếng. Lâm Thanh Diện liền đi về phía Lục Diên Thọ, không biết ông ta muốn để mình làm gì. Lục Diên Thọ lập tức chuyển cái xác kia đặt xuống dưới đất, sau đó nói với Lâm Thanh Diện, con nằm lên đó. Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm rõ ràng là thể nội của Lục Diên Thọ có sát khí cần hóa giải, vì sao lại bắt mình nằm lên đây? Có điều anh cũng không hỏi nhiều, sư phụ bảo vậy là có lý của ông, cho nên anh liền nằm đàng hoàng trên giường đá. Sau đó Lục Diên Thọ nhìn về phía mấy người vương kiếm, nói với bọn họ, các người tới đây, ngồi quanh giường đá thành một hình tròn. Vương kiếm và những người khác lập tức đi qua, vây quanh giường đá ngồi xuống. Đám người đều thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, Lục Diên Thọ muốn hóa giải sát khí trong cơ thể ông ta, thì hẳn nên tìm một nơi nào đó uống đan dược là được rồi.
Nhưng mà bây giờ ông ta lại để một đám người làm như vậy, dường như đang tiến hành nghi thức nào đó, khiến cho mọi người có chút không nghĩ ra. Lục Diên Thọ nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt mọi người, ông ta liền cười, dường như đã đoán ra được suy nghĩ trong lòng bọn họ. Lúc này, ông ta quay người lục trong cái xác của Tần Trường Sinh, nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc. Giang Tiểu Nhu lúc này cũng phát hiện ra chỗ kỳ lạ của sư phụ, nhỏ giọng nói với Bạch Chỉ, chỉ có phát hiện ra không, sư phụ dường như rất quen thuộc với nơi này, vậy mà lại biết trên cái xác kia có đồ vật gì. Bạch Chỉ cũng chú ý tới điểm này, có điều cô không muốn bàn tán sau lưng sư phụ, liền lên tiếng, sư phụ sâu hiểm khó dò, sao chúng ta có thể phỏng đoán được, chỉ cần theo lời sư phụ làm là được rồi. Giang Tiểu Nhu gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Lục Diên Thọ lấy ra bình ngọc xong, lấy từ bên trong ra một viên đan dược màu vàng, sau đó nói với đám người, các người có biết đây là đan dược gì không? Tất cả mọi người đều lắc đầu. Đan này tên là chuyển hồn đan, là một viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ, cấp hoàn hảo mày ta nói không giống như cấp bậc hoàn mỹ trong nhận biết của các người, cấp hoàn mỹ này là tiêu chuẩn của thương nguyên giới. Chuyển hồn đan này có thể khiến cho thần hồn rời thân thể tồn tại được trong một nơi của thế giới mà không bị tiêu tán, mà nó chính là đan dược tốt nhất dùng để đoạt xác. Uống viên đan dược này vào, xác suất đoạt xá thành công sẽ gia tăng cực lớn. Lục Diên Thọ giới thiệu với đám người một chút về đan dược trong tay ông ta. Tất cả đều một vẻ mờ mịt nhìn Lục Diên Thọ, có chút không hiểu ông ta đang nói gì. Hôm nay không phải tới giúp Lục Diên Thọ hóa giải sát khí trong cơ thể à? Tại sao lại liên quan đến đoạt xá rồi chứ? Lục Diên Thọ thấy vẻ mặt hoang mang của mọi người, lộ ra tia hài lòng, hỏi tiếp, các người có phải cảm thấy hôm nay ta có chút kỳ quái, ta có thể nắm rõ như lòng bàn tay mọi thứ trong huyệt một này, hơn nữa còn sinh ra cảm giác với cái cương thi đối đầu lúc nãy không? Tất cả đều gật đầu, không ngờ Lục Diên Thọ lại chủ động nói chuyện này với bọn họ. Bọn họ đều coi đây là sự uyên thâm của Lục Diên Thọ, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Cho tới bây giờ, ta cũng không cần thiết phải giấu giếm các người. Hiện tại, ta chỉ thiếu một bước cuối cùng, cũng là lúc nói tất cả cho các người biết. Thật ra ta chính là Tần Trường Sinh. Chương 1065, chân tướng. Mọi người nghe xong lời của Lục Diên Thọ thì trố mắt nhìn sư phụ mình, không ngờ ông ta lại có thể nói ra những lời kinh ngạc đến thế. Sư phụ, chẳng phải Tần Trường Sinh đã chết rồi ư? Thi thể ông ta đang đặt trên đất kìa, sư phụ đừng đùa chúng con nữa. Lúc này có người cười nói với Lục Diên Thọ. Lục Diên Thọ bật cười, con thấy ta giống người thích nói đùa không? Lâm Thanh Diện đang nằm trên giường đá ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, anh đứng bậy dậy khỏi giường đá, tìm hỏi sư phụ cho rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vào lúc này, anh lại ngạc nhiên phát hiện mình không thể dùng lực được nữa. Anh thử vận chuyển huyền kinh, kết quả phát hiện cơ thể như bị tắc nghẽn, anh không thể phát huy được chút sức lực nào. Không chỉ anh mà tất cả những người có mặt đều nhận thấy dường như không thể sử dụng sức mạnh trong cơ thể nữa, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không còn, chỉ có thể tiếp tục ngồi trên mặt đất. Sư phụ, sao con cảm thấy không còn sức lực thế? Có chuyện gì vậy? Giang Tiểu Nhu nhìn Lục Diên Thọ rồi hỏi. Lục Diên Thọ mỉm cười nói, đó là do viên thuốc ta đưa các ngươi bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Viên thuốc quả thực có thể chống chọi với sát khí ở đây, nhưng đồng thời cũng khiến các ngươi tạm thời mất đi sức mạnh. Mọi người đều sửng sốt, cảm thấy Lục Diên Thọ bây giờ với bọn họ mà nói là quá xa lạ. Sư phụ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm ông ta rồi hỏi. Lục Diên Thọ quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện sau đó hờ hững nói, vừa nãy ta đã nói rồi, thật ra ta là Tần Trường Sinh, mà ta đưa các ngươi tới đây cũng chẳng phải để tìm thuốc giải sát khí, mục đích thật sự của ta là đoạt xá, đổi sang một cơ thể mới. Nói xong trên mặt ông ta lộ ra một tia cảm xúc. Tực như bí mật chôn giấu trong lòng cuối cùng cũng được nói ra, có vẻ rất nhẹ nhõm. Lâm Thanh Diện nhìn từ vẻ mặt của ông ta mà phán đoán, ông ta không hề nói dối. Nếu người là Tần Trường Sinh thì cái xác đó là thế nào? Lâm Thanh Diện hỏi. Những điều ta nói với người trước kia đều không phải bịa đặt, đúng là có người Lục Diên Thọ, hơn nữa cũng chính là chủ nhân của cơ thể ta, năm đó ta thấy hắn tài giỏi nên đã giữ hắn ở bên cạnh mình. Lúc đó ta vừa trốn được khỏi đường nối truyền tống, bị thương nặng, thực lực tổn hại rất lớn, sắp mất mạng đến nơi. Cho nên ta đã biến Lục Diên Thọ thành vật chứa của mình để đào tạo, khi ta sắp mất mạng thì đã bắt đầu đoạt xá hắn, cướp đi cơ thể hắn, đồng thời thay thế thân phận hắn. Lục Diên Thọ không hề nói dối, ông ta bình tĩnh giải thích cho Lâm Thanh Diện.
Trong lòng Lâm Thanh Diện sinh ra vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng, anh không thể ngờ sư phụ mình lại là Tần Trường Sinh đoạt xá để sống lại. Chẳng trách trong 100 năm qua chúng thần điện không thể tìm thấy dấu vết của Tần Trường Sinh, thì ra ông ta đã hoàn toàn trở thành một người khác. Bởi vì từng tiếp xúc với lão tổ tông nhà họ Ngô nên Lâm Thanh Diện không lạ gì việc đoạt xá, thậm chí anh còn suýt bị lão ta đoạt xá. Đến giờ Lâm Thanh Diện mới hiểu vì sao trước kia Lục Diên Thọ lại bày ra nhiều chuyện vô lý như vậy. Chẳng trách khi ông ta biết thực lực của anh đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong lại lộ vẻ mặt bối rối như thế, hẳn là ông ta đã coi anh là mục tiêu đoạt xá mà bồi dưỡng, thực lực của anh càng mạnh thì ông ta càng khó chiếm được xác của anh. Chẳng trách ông ta lại quen thuộc với mộ Tần Vương đến thế, bởi đó chính là lăng mộ của ông ta. Mấy năm nay ông ta đi khắp thế giới thu nhận đồ đệ không phải để truyền thừa, mà là để tìm một vật chứa cho riêng mình. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Diện cảm thấy lòng đau đớn khó tả, anh không thể chấp nhận được sư phụ mà mình hằng tôn kính lại là người như này. Mọi thứ về ông ta đều là giả, điều này khiến hình tượng sư phụ như thần thánh trong lòng Lâm Thanh Diện bị sụp đổ. Tất cả mọi người có mặt đều có cảm giác sợ hãi như Lâm Thanh Diện, dù là ai đi nữa chắc chắn cũng đều không chấp nhận được sự thật này. Lục Diên Thọ lộ ra chút cảm khái, nhìn về phía xác chết đã không còn hơi thở của sự sống nào ở đằng kia. Năm đó ở Thương Nguyên Giới, tất cả các môn phái lớn vì huyền công mà đã cùng nhau tấn công ta, để có thể sống sót ta đã đưa 4 thị vệ mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, may mắn thay cả 5 người chúng ta đều thoát được khỏi đường hầm này. Nhưng sức mạnh phong ấn trong đường hầm rất đáng sợ, cho dù chúng ta sống sót nhưng vẫn bị thương nặng mà chết. Khi đó 4 thị vệ kia có 3 người lựa chọn rời bỏ ta, dự định sẽ để mặc ta một mình, chỉ có hắn trung thành theo ta đến chết. Bây giờ hơn 100 năm sau, cơ thể hắn đã bị sát khí ăn mòn nhưng vẫn ở bên bảo vệ ta, lòng trung thành của hắn được coi là lớn nhất trong số rất nhiều thuộc hạ trong tay ta thuở đó. Tiếc là năm đó ta không có thêm sức mạnh để giúp hắn cùng đoạt xá. Nếu không cùng với có hắn là phụ tá đắc lực cạnh ta thì có lẽ ta trái đất này đã sớm là thiên hạ của ta rồi. Lâm Thanh Diện không hề bị thuộc hạ này của Lục Diên Thọ mà cảm động, mà từ trong lời ông ta nắm bắt được một số thông tin quan trọng. Năm đó có 4 người đã chạy ra ngoài với Tần Trường Sinh. Dựa trên những thông tin Lâm Thanh Diện đã biết, một số điều trong đầu anh bấy lâu nay chưa nghĩ thông, lúc này đều được giải đáp hết. Hồi đó ông nội Giang Thu Nguyệt trộm mộ, tìm thấy huyền công sau đó tặng cho Lâm Thanh Diện, thời gian trước anh còn hoài nghi mộ ông ấy trộm chính là mộ của Tần Trường Sinh. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ đó là lăng mộ của một trong 4 thị vệ của Tần Trường Sinh. Mà bí pháp Lâm Thanh Diện đang nắm giữ chỉ có tác dụng đối với huyền kình, anh đã thử dùng nội lực để kích hoạt bí pháp nhưng hiệu quả rất nhỏ, điều này cho thấy bí pháp và huyền công có quan hệ rất mật thiết. Mà bí pháp này là do Lâm Thanh Diện có được từ tay Đại sư Thiên Long, cùng với bí pháp còn có Xích Dương Linh Mộc. Theo lời Đại sư Thiên Long thì thứ này được tìm thấy trên một hài cốt trong hang động. Nếu anh đoán không nhầm thì hài cốt trong hang động kia có lẽ cũng là của một trong 4 thị vệ Tần Trường Sinh. Lại thêm thị vệ trong mộ Tần Vương này, Lâm Thanh Diện đã có thể chắc chắn trong 4 thị vệ thì đã có 3 người chết. Còn người cuối cùng có còn sống không hay là đang ở đâu thì Lâm Thanh Diện không biết. Điều anh lo lắng bây giờ là Lục Diên Thọ sắp đoạt xá mình. Nếu như là trước kia, sư phụ muốn anh dùng mạng để giúp đỡ, anh sẽ không bao giờ do dự, nhưng bây giờ sau khi biết sư phụ thật ra là Tần Trường Sinh đoạt xá mà sống lại thì anh lại cực kỳ căm ghét ông ta. Ông ta kiên nhẫn chỉ dạy anh chỉ để có thể dễ dàng huấn luyện mình trở thành vật chứa đoạt xá tiếp theo khiến Lâm Thanh Diện không thể chấp nhận. Cho dù chết anh cũng không thể để Lục Diên Thọ được như ý. Chương 1066, đoạt xá. Sư phụ, vậy là sư phụ nhận tụi con làm đệ tử. Chỉ là vì sư phụ muốn đào tạo bồi dưỡng tụi con để làm công cụ cho sư phụ đoạt xá sao? Lâm Thanh Diện nhìn Lục Diên Thọ và lên tiếng hỏi. Lục Diên Thọ bình tĩnh thu hồi lại cảm xúc của mình, ông xoay qua nhìn Lâm Thanh Diện và cười nói, chính xác, thân thể ta tuy bất diệt, nhưng cũng không còn bất cứ sinh cơ nào, ta muốn tiếp tục sống, nên chỉ có thể nghĩ cách đoạt xá người khác thôi. Mà linh khí phía trên trái đất này loãng, cơ bản là không thể tu luyện được, cho dù ta có đoạt xá để tái sinh. Muốn khôi phục lại thực lực như thời còn ở Thương Nguyên Giới thì cũng không thể nào làm được. Thân thể này của Lục Diên Thọ, đã đạt đến cực hạn rồi, ta không thể không đoạt xá lần nữa, như vậy thì mới có thể tiếp tục sống được. Vốn dĩ trên trái đất này, ta cần tiến hành vô số lần đoạt xá thì mới có thể đạt đến mức trường sinh, nhưng vì sự xuất hiện của ngươi, khiến cho ta nhìn thấy được một tia hy vọng hoàn toàn khác. Ngươi là người có tư chất tốt nhất trong số những người ta đã gặp.
hơn nữa ngươi còn sở hữu tiên thiên thần hồn, tuy rằng như vậy đối với việc đoạt xá mà nói thì độ khó sẽ tăng cao, nhưng vì cảnh giới của ngươi còn rất thấp, cho nên ta cũng chỉ tốn thêm chút tâm tư mà thôi. Điều khiến cho ta không thể ngờ đến chính là, tự ngươi có thể chiếm được huyền công, cơ thể của ngươi sau khi được huyền kình cải tạo đã trở nên hoàn mỹ hơn. Nhưng mà thực lực của ngươi càng lớn, ta đoạt xá càng khó, vì vậy mà hôm trước ngươi nói với ta là thực lực của ngươi đã đạt đến hóa cảnh đỉnh phong, ta thật sự có chút bất ngờ. Nhưng cũng may là ngươi vì cảm kích tình sư đồ của hai chúng ta mà không hề nghi ngờ ta, thật thà nuốt viên đơn dược mà ta cho ngươi, nên giờ ta không hề lo lắng việc ta không thể tiến hành đoạt xá với ngươi. Hơn nữa vì để gia tăng tỷ lệ đoạt xá thành công, ta sẽ hấp thu hết toàn bộ tinh thần lực của các đệ tử có mặt ở đây, để tăng thần hồn của ta lên, như vậy thì cho dù ngươi có phản kháng chống cự thì cũng không mấy tác dụng. Nghe những lời, Lục Diên Thọ, đúng hơn là lời Tần Trường Sinh nói, tất cả mọi người đều hít hơi sâu, trong lòng họ đều cảm thấy không dễ chịu lắm. Bọn họ không thể nào chấp nhận sư phụ của mình thật chất là kẻ ác ẩn giấu sau lớp mặt nạ, ông ta thu nhận mọi người làm chỉ hoang mang tột độ. Cô vốn coi sư phụ như ngọn đuốc soi sáng cô trên con đường thỉnh giáo từ sư phụ, và những vấn đề của cô luôn được sư phụ giải đáp rất hợp lý. Nhưng những lời nói lúc này đây của Tần Trường Sinh khiến cho ngọn đuốc sáng trong cô sụp đổ, cái cảm giác giống như bất ngờ phát hiện tín ngưỡng của mình là giả, bất kể là ai thì e là đều khó mà chấp nhận được. Giang Tiểu Nhu lại như muốn khóc, cô nhìn Tần Trường Sinh và lừa tụi con đúng không, làm sao lại có chuyện sư phụ vì cái đoạt xá gì gì đó mà thu nhận tụi con làm đệ tử. Mấy năm nay sư phụ dạy dỗ chúng con nhiều như vậy, con không tin sư phụ làm vậy chỉ là vì lợi dụng tụi con. Tần Trường Sinh để lộ vẻ mặt cười trêu tức của mình, các ngươi không phải là người của thương nguyên giới, nên các ngươi không thể có thể sống trên thế gian này được bao lâu. Trước khi đến trái đất này, ta đã sống gần 5.000 năm, thời gian sẽ khiến cho tình cảm của con người trở nên nhạt nhẽo. Khi ngươi sống càng lâu, thì ngươi sẽ phát hiện thực lực càng khiến con người cảm thấy thú vị hơn là tình cảm. Nhưng ta không thể nào khiến cho bản thân mình trở thành người vô cảm, như vậy thì ta sẽ những năm này, ta đều căn cứ theo hình tượng đặc thù để nhập vai, người mà các ngươi biết và nhìn thấy chẳng qua là do ta diễn để các ngươi nhìn thấy mà thôi. Nếu các ngươi không cảm nhận được sự dạy bảo mà sư phụ này dành cho các ngươi, vậy thì chẳng phải lần diễn xuất này của ta thất bại rồi sao? Giang Tiểu Nhu nghe sư phụ giải thích với cô mà không hề lòng cũng tan biến không còn. Vương Kiếm cũng nhìn sư phụ mình với vẻ mặt phức tạp. Mấy ngày trước, anh còn vì muốn nhận biết rõ khuyết điểm của mình mà cố tình nhờ Lâm Thanh Diện đánh tỉnh mình, mà hôm nay, ông lại nói thu nhận anh làm đệ tử chẳng qua là vì lợi ích của bản thân ông. Nếu không có Lâm Thanh Diện, e là người nằm trên chiếc giường đá kia chính là phải là mình, nhưng Tần Trường Sinh cũng sẽ không tha cho bất cứ người nào ở đây. Tất cả những người có mặt ở đây ngày hôm nay đều là vì hóa giải kiếp nạn của sư phụ mà đến, nhưng họ lại không ngờ rằng họ chỉ là công cụ để sư phụ lợi dụng mà thôi. Tất cả bọn họ đều cúi đầu bất lực, viên đơn dược mà Tần Trường Sinh cho bọn họ uống khiến chuyện đến nước này thì bọn họ cũng chỉ còn biết chấp nhận kết quả như vậy mà thôi. Ta biết có thể các ngươi sẽ khó mà chấp nhận được, nhưng các ngươi phải hiểu, sinh mạng của các ngươi, đem so với kẻ mạnh đích thực thì chẳng qua chỉ là con kiến sẵn sàng bị giẫm chết bất cứ lúc nào mà thôi. Hoặc không chừng các ngươi còn nên cảm thấy hãnh diện, vì những người cống hiến sinh mạng của mình cũng không có. Tần Trường Sinh lên tiếng nói với tất cả mọi người rồi nhìn Tần Trường Sinh nói, thật xin lỗi, chúng tôi không cần cái hãnh diện khiến người khác ghê tởm này. Tần Trường Sinh cười cười, ông không hề để ý đến lời anh nói, ông đáp lại, ngươi yên tâm, sau khi ta đoạt xá ngươi rồi, ta sẽ phát huy tiềm lực trong cơ thể ngươi hết mức có thể, ta có dự cảm cơ thể này của ngươi có thể giúp ta đạt được đỉnh cao muốn cho Tần Trường Sinh cơ hội này, nhưng anh cũng không có cách nào để vận chuyển sức lực trong cơ thể mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Trường Sinh giở trò với anh. Những gì cần nói thì ta cũng đã nói hết cho các ngươi rồi, như vậy để các ngươi có chết cũng hiểu lý do mình chết, còn bây giờ, ta sẽ bắt đầu đoạt xá, nguyện kiếp sau các ngươi hồi sinh đó bỏ viên chuyển hồn đơn vào miệng mình. Tiếp theo ông ngồi xuống và nhắm mắt lại. Sức mạnh của chuyển hồn đơn khiến cho sức mạnh thần hồn của ông tăng vọt, rồi từ từ thoát ly khỏi cơ thể của ông. Tất cả mọi người nhìn thấy một Tần Trường Sinh trong suốt xuất hiện trong không trung. Tần Trường Sinh ở trạng thái thần hồn này chính là bộ dạng thật của Tần Trường Sinh, chứ không còn nhận sức mạnh thần hồn của mình, sau đó thực hiện thủ quyết, khiến cho thần hồn ở không trung kết thành một cái ấn, sau đó ông hét lớn, thu. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được một lực hút lớn đang từ trên đầu hút tinh thần lực của bọn họ ra ngoài. Tinh thần lực của họ không ngừng hướng về hội tụ phía trên thần hồn của Tần Trường Sinh,
khiến cho thần phía Lâm Thanh Diện đang nằm trên giường đá, rồi cười nói, tiếp theo, đến lượt đoạt xá rồi, Lâm Thanh Diện, hãy thả lỏng thoải mái, bất cứ phản kháng nào của ngươi cũng chỉ phí công mà thôi. Nói xong, thần hồn của Tần Trường Sinh lao thẳng về phía cơ thể của Lâm Thanh Diện, rồi sau đó nhập thẳng vào biển não Lâm Thanh Diện. Chương 1067, sư phụ đã chết rồi. Trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện, sau khi thần hồn Tần Trường Sinh tiến vào đầu anh, thần hồn tiểu nhân trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện bỗng mở mắt ra. Anh liền phóng thần hồn chi lực của mình ra, định ngăn cản thần hồn Tần Trường Sinh đi vào đầu mình. Nhưng anh nhanh chóng cảm nhận được một lực cản rất mạnh, thần hồn chi lực của Tần Trường Sinh liền phóng ra sức mạnh áp chế anh ngay. Rồi Lâm Thanh Diện nhìn thấy Tần Trường Sinh xuất hiện trong thế giới tinh thần của mình. Tần Trường Sinh nhìn thấy thần hồn tiểu nhân của Lâm Thanh Diện, thì cười chế giễu, quả nhiên thiên phú của cậu nằm ngoài dự đoán của mọi người, không ngờ thần hồn của cậu đã ngưng tụ lại rồi, xem ra sau khi tôi đoạt xá cậu, có thể dựa vào thần hồn của cậu để tiến hành đột phá. Lâm Thanh Diện nhìn Tần Trường Sinh với vẻ mặt phức tạp, giờ trạng thái thần hồn của Tần Trường Sinh đã không còn mang dáng vẻ của Lục Diên Thọ, nên khi Lâm Thanh Diện đối mặt với ông, anh không còn chút tình nghĩa nào với sư phụ nữa. Đây chỉ là người lợi dụng anh để đoạt xá, một kẻ ác nhân không hề có chút tình cảm. Sư phụ hòa ái dễ gần của anh đã sớm bỏ mạng khi bị thần hồn Tần Trường Sinh rời khỏi cơ thể rồi. Trước đây ông luôn là người tôi kính trọng nhất, ông là ân sư của tôi, người có ơn cứu mạng với tôi, nên nếu ông muốn lấy mạng tôi để trợ giúp ông, chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Nhưng tôi không ngờ mình chỉ là công cụ để ông bồi dưỡng, trong mắt ông toàn bộ tình nghĩa sư đồ đều chỉ là phiền toái không đáng có mà thôi, nên dù trước đây ông đã dạy bảo tôi rất nhiều, thì ông cũng chỉ là Tần Trường Sinh tới từ Thương Nguyên giới, không hề có quan hệ gì với ân sư của tôi. Tôi cũng không bao giờ tôn kính ông nữa, nếu ông muốn đoạt xá tôi, chắc chắn tôi sẽ không ngồi im chờ chết. Lâm Thanh Diện nghiêm mặt với nói Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh liền cười nói, giờ cậu nói những lời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì, mọi tình cảm trên thế gian này đều chỉ là hư vô do con người tạo ra thôi, cậu cần gì phải để tâm thế. Lâm Thanh Diện nghe vậy thì hít sâu một lời này, chứng tỏ trong lòng ông ta tình nghĩa ân sư đã chết thật rồi. Ánh mắt anh dần chuyện của sư phụ nữa. Nếu Tần Trường Sinh muốn lấy thân xác anh, vậy thì anh sẽ không cho ông ta được toại nguyện. Mặc dù phần lớn bản lĩnh của anh đều do sư phụ chỉ dạy, nhưng mấy năm nay bản thân anh cũng gặp nhiều may mắn, chưa chắc đã không có sức đánh trả Tần Trường Sinh. Mắt anh trở nên kiên định, sử dụng thần hồn chi lực, kết thành pháp ấn trong không trung, rồi thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện, nên không kết được thủ ấn, mà phải dùng thần hồn chi lực, mới có thể sử dụng thần hồn công kích chi pháp. Tần Trường Sinh thấy khống hồn ấn xuất hiện thì ánh mắt trở nên nghiêm nghị, như thể không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ dùng thần hồn công kích chi pháp. Nhưng ông không hề hoảng loạn, mà giơ một tay lên, thần hồn chi lực tinh khiết phóng của Lâm Thanh Diện liền tan biến, không hề đả động gì đến Tần Trường Sinh. Không ngờ cậu lại nắm giữ thần hồn công kích chi pháp, nhưng tiếc là thần hồn của cậu quá yếu, nếu không phải vì tôi đang định đoạt xá cậu, tôi chỉ cần lật bàn tay cũng có thể giết chết cậu, cậu đừng làm mấy trò vô ích này nữa. Tần Trường Sinh lạnh nhạt nói. Lâm Thanh Diện cắn môi, không ngờ ta chỉ cần nhấc tay đã hóa giải thần hồn công kích chi pháp của anh. Anh không kịp nghĩ ngợi đã sử dụng thần hồn chi lực của mình, hình thành một trường mâu trong không trung, rồi phóng thẳng về phía Tần Trường Sinh. Phương thức này có tên tinh thần trường mâu, là thần hồn công kích chi đại được Lâm Thanh Diện học từ mấy cuốn sách cổ nhà họ Ngô. Tần Trường Sinh thấy trường mâu này phóng về phía mình thì híp mắt lại, rõ ràng uy lực của trường mâu này mạnh hơn khống hồn ấn lúc nãy rất nhiều. Ông giơ tay lên, vung mạnh ống tay áo, một cơn gió mạnh do thần hồn chi lực ngưng tụ bỗng xuất hiện, cuốn bay trường mâu này. Uy lực lại phóng về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không ngờ Tần Trường Sinh lại đổi hướng đi tinh liền hóa giải sự công kích của nó, để nó tan biến trong không trung. Lâm Thanh Diện cảm thấy mình bắt đầu hơi lo lắng, vì trước mặt Tần Trường Sinh, chút thực lực này của mình hoàn toàn không đáng được nhắc đến, dù mình tung ra tuyệt chiêu gì, Tần Trường Sinh cũng có thể dễ dàng hóa giải. Tần Trường Sinh đi về phía Lâm Thanh Diện nói, giờ có lẽ cậu cũng giỡn đủ rồi đúng ta rồi. Lâm Thanh Diện cảm thấy nguy hiểm đang ập tới, nên nhanh chóng lùi về sau. Tần Trường Sinh giơ một ngón tay lên, một sợi tơ do thần hồn chi lực ngưng tụ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lâm Thanh Diện, rồi bắt đầu quấn quanh người anh ngay. Cho dù là Lâm Thanh Diện, cũng nhất thời không phản ứng kịp trước sự xuất hiện đột ngột của sợi tơ này. Anh nhận ra rằng mình đang gặp khống chế rồi. Trong lòng Lâm Thanh Diện dâng lên một nỗi sợ,
phải biết rằng đây là thế giới tinh thần của anh, nhưng anh không hề cảm nhận được sự xuất hiện của thứ này trong thế giới tinh thần của mình, có thể tưởng tượng được chuyện này đáng sợ đến mức nào. Khống chế Lâm Thanh Diện xong, Tần Trường Sinh liền đi tới trước mặt anh, nhìn thần hồn chi lực xung quanh anh, rồi nở một phương thức tu luyện thần hồn nào, bằng không với thiên phú của cậu, e là đợi đến khi tôi đoạt xá cậu, cậu đã có đủ năng lực để đối phó tôi rồi. Tần Trường Sinh nói. Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn ông, cho dù ông không truyền dạy tôi phương thức tu luyện thần hồn, thì hôm nay ông cũng đừng hòng đoạt xá được tôi. Tần Trường Sinh mỉm cười, phớt lờ câu nói của anh, tạp, rồi một hoa văn phức tạp xuất hiện xung quanh người ông, bao phủ thần hồn của ông và Lâm Thanh Diện ngay. Tiếp theo đây tôi sẽ bắt đầu đoạt xá, cậu hãy tận hưởng thật kỹ khoảng thời gian tỉnh táo cuối cùng của mình đi, lát nữa, tôi sẽ tiếp nhận toàn bộ ký ức của cậu, rồi tôi sẽ sống thay cậu trên thế giới này. Ông vừa dứt lời, Lâm Thanh Diện liền cảm nhận lực hút đó như muốn hút hết tất cả, không những là thần hồn chi lực, mà còn cả ký ức, nhận thức, mọi thứ thuộc về mình. Ông muốn đoạt xá tôi ư, đừng hòng. Lâm Thanh Diện hét lớn, rồi cắn răng siết chặt nắm đấm, dùng chút sức lực cuối cùng của mình kêu gọi tia ánh sáng màu vàng. Kiếm Trảm Tiên bỗng xuất hiện trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện, rồi phóng xuyên qua người Tần Trường Sinh. Chương 1068, mê hoặc. Tần Trường Sinh hoàn toàn không ngờ, lúc mình đang tập trung tinh thần tiến hành đoạt xá Lâm Thanh Diện, lại xuất hiện biến cố như vậy, làm ông nhất thời kinh ngạc. Ông không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện, và tiểu kiếm màu vàng đang lơ lửng trước mặt, thần hồn chi lực bỗng trở nên tán loạn, khiến ông khó có thể duy trì việc đoạt xá Lâm Thanh Diện. Thật ra trước đây ông đã đề phòng Lâm Thanh Diện rồi, cảm thấy có lẽ anh vẫn còn đường lui nào khác, nhưng mấy thần hồn công kích chi pháp kia của Lâm Thanh Diện chỉ là trò trẻ con với ông. Hoàn toàn không đáng được nhắc tới, cho dù anh thi triển ra, ông cũng chỉ dùng chút sức lực để đối phó là được. Nhưng ông không hề cảm nhận được tiểu kiếm màu vàng mà Lâm Thanh Diện phóng ra này, hơn nữa uy lực của nó cũng rất mạnh, đã vượt qua Lâm Thanh Diện tới mấy cảnh giới. Theo suy nghĩ của người bình thường, không ai có thể ngờ rằng Lâm Thanh Diện vẫn còn thủ đoạn như vậy. Lâm Thanh Diện cảm thấy lực hút xung quanh mình đã tan biến, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi cầm tiểu kiếm màu vàng đó vào tay. Cảnh giác nhìn Tần Trường Sinh ở trước mặt. Sở dĩ anh chọn lúc này mới phóng kiếm Trảm Tiên ra, là vì nghĩ đến thực lực Tần Trường Sinh quá mạnh mẽ, không biết uy lực của kiếm Trảm Tiên có thể địch lại Tần Trường Sinh không. Nên lúc Tần Trường Sinh tiến vào thế giới tinh thần của mình, anh liền ẩn giấu kiếm Trảm Tiên đi, định đợi thời điểm quan trọng nhất mới giáng một đòn chí mạng vào Tần Trường Sinh. Giờ xem ra, quả thật uy lực của kiếm Trảm Tiên không làm anh thất vọng, hình như Tần Trường Sinh đã bị kiếm Trảm Tiên chém trọng thương. Thần hồn chi lực không ngừng phóng ra bên ngoài, khí thế trên người cũng chỉ còn 1/10 so với lúc nãy. Thanh kiếm trong tay cậu có lai lịch gì? Tại sao uy lực lại mạnh đến thế? Tần Trường Sinh ngồi tại chỗ, không nhúc nhích, kiếm Trảm Tiên có tác dụng áp chế tuyệt đối với thần hồn, một khi bị nó chém trúng, cho dù thần hồn mạnh đến đâu, cũng sẽ bị trọng thương, giờ Tần Trường Sinh đã hết cách để hành động. Nhưng ông đang nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh của mình, rồi kiếm một cơ hội để phản kích. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay mình nói, thanh kiếm này tên là kiếm Trảm Tiên, nếu ông là cường giả đứng đầu trong thương nguyên giới, có lẽ cũng biết rõ lai lịch thanh kiếm này. Ban đầu liên quan đến kiếm Trảm Tiên một lát, nhưng sau đó anh cảm thấy mình đã nhận đủ thông sư phụ sống lâu, cũng chưa chắc biết nhiều hơn lão tổ nhà họ Ngô, nên anh không hỏi nữa. Giờ xem ra, cũng may lúc đó anh không nói với sư phụ chuyện liên quan đến kiếm Trảm Tiên. Bằng không e là Tần Trường Sinh đã sớm nghĩ cách cướp kiếm Trảm Tiên của mình đi rồi, anh cũng thật sự không còn thủ đoạn nào để đối phó với Tần Trường Sinh, nên mới xảy ra cục kiếm Trảm Tiên này, thì con người bỗng thu nhỏ lại, sự nghi ngờ trong mắt cũng tan biến ngay, như đã hiểu rõ tại sao Lâm Thanh Diện có thể đột ngột bùng phát uy lực mạnh đến thế. Không ngờ cậu lại có kiếm Trảm Tiên này, nói vậy là, chẳng lẽ cậu là người kế thừa vị đại năng kia ư? Tần Trường Sinh hỏi. Lâm Thanh Diện nhíu mày hỏi, kế thừa cái gì? Tần Trường Sinh cười vì đó, có lẽ tôi đã không có cơ hội xuất hiện trong thế giới tinh thần của cậu, xem ra cậu chỉ may mắn lấy được thanh kiếm này thôi. Lâm Thanh Diện cũng không xoắn suýt chuyện kế thừa mà Tần Trường Sinh nói là cái gì, việc quan trọng trước mắt là phải mau chóng giải quyết ông ta. Ông đừng bận tâm chuyện tôi có được nó như thế nào, mà ông chỉ cần biết ông sẽ nói. Tần Trường Sinh cười nói, giết tôi chẳng có lợi ích gì cho cậu. Nếu tôi đoán không lầm, khoảng thời gian trước, có người trong thương nguyên giới đã tới trái đất đúng không? Lâm Thanh Diện nhíu mày nói, người đó đã bị giải quyết rồi, chuyện này liên quan gì đến ông? Ha ha,
quả thật chuyện này không liên quan gì đến tôi, nhưng lại rất liên quan đến thế giới này. Tần Trường Sinh nói, người bên trái đất, điều này chứng tỏ bọn họ đã nắm giữ cách chế tạo đường truyền tống, với IQ của các vị đại năng trong thương nguyên giới, tôi tin rằng chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ chế tạo ra con đường vững chắc hơn, hơn nữa còn có thể đi tới những nơi có thực lực mạnh hơn. Đến lúc đó, người bên thương nguyên giới sẽ xâm chiếm trái đất với quy mô lớn, cậu cảm thấy cho dù giờ cậu có thể sống tiếp, thì đến lúc đó, cậu vẫn có thể sống sót à? Lâm Thanh Diện hừ lạnh nói, nên ý ông là dù gì tôi cũng sẽ chết, không bằng giờ giao thẳng cơ tay cậu đã cầm kiếm trảm tiên rồi, tôi có muốn đoạt xá cũng không được nữa, nhưng tôi xong, sẽ nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, đến khi người trong thương nguyên giới xâm chiếm tới đây, tôi sẽ có đủ năng lực để chống đỡ, tôi đã sống trên trái đất hơn 100 năm rồi, tất nhiên sẽ có chút tình cảm với nơi này. Hơn nữa tôi cũng không thích mấy tên thương nguyên giới đó, nên tôi vẫn có thể bảo vệ trái đất được. Nhưng nếu giờ cậu giết tôi, đợi đến sức mạnh trên trái đất sẽ không thể nào chống đỡ được. Giờ nếu chúng ta cùng lùi một bước, tôi sẽ tiến hành đoạt xá người khác, mà cậu cũng không giết tôi, đến lúc đó tôi sẽ dốc toàn lực giúp cậu đột phá, đợi người thương nguyên giới tới đây rồi, tôi và cậu sẽ liên thủ lại, chẳng phải sẽ dễ dàng ngăn cản được sao? Nghe Tần Trường Sinh nói thế, Lâm Thanh Diện bỗng híp trước mắt, anh đã hoàn toàn mất niềm tin với ông ta rồi, hơn nữa anh cũng biết. Ông ta chỉ đang kéo dài thời gian thôi. Hạng người như ông ta, sao có thể muốn giúp anh đột phá chứ? Ông ta chỉ muốn nghĩ cách tìm cơ hội để đoạt xá mình thôi. Ông tưởng giờ tôi vẫn còn tin tưởng ông à? Ông đừng tiếp tục kéo dài thời gian nữa, một khi kiếm trảm tiên chém vào đã hết đường sống sót rồi. Nói xong, Lâm Thanh Diện lại giơ kiếm trảm tiên trong tay mình lên. Tần Trường Sinh thấy Lâm Thanh Diện không bị mình mê hoặc, thì trong lòng cũng hơi sốt ruột nói, nếu cậu giết tôi, thì bản thân cậu cũng khó mà sống thoải mái, mặc dù tôi không thể giết được cậu, nhưng tôi có thể khiến cậu sống đau khổ cả đời. Hãy nghĩ đến vợ cậu, nếu tôi chết diện nghiêm mặt, không ngờ Tần Trường Sinh lại dùng Hứa Bích Hoài để uy hiếp mình. Trong lòng anh dâng lên dự cảm bất an, đoán có lẽ Tần Trường Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng Tần Trường Sinh mới là tai họa lớn nhất thế giới này, dù có thế nào, anh cũng không được do dự. Ông bớt chơi trò đánh đòn tâm lý với tôi đi, mau chết đi. Kiếm trảm tiên trong tay anh chém thẳng chém thần hồn của ông ta thành hai khúc ngay. Chương 1069, sự sắp đặt của Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh vốn định đấu tranh đến cuối cùng, nhưng tốc độ kiếm trảm tiên quá nhanh, ông còn chưa kịp phản ứng lại, kiếm trảm tiên đã chém lên người ông rồi. Sau khi bị kiếm trảm tiên chém thành hai khúc, thần hồn Tần Trường Sinh hóa thành hai nhóm thần hồn chi lực tinh túy, mà hai nhóm thần hồn chi lực này còn to lớn tinh khiết hơn thần hồn lão tổ nhà họ Ngô rất nhiều. Điều này chứng tỏ thần hồn Tần Trường Sinh đáng sợ đến cỡ nào. Tiếc là kiếm trảm tiên khắc chế thần hồn, cho dù Tần Trường Sinh lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì hôm nay cũng bại dưới tay Lâm Thanh Diện. Kiếm trảm tiên vừa nhìn thấy hai nhóm thần hồn này, thì không chút do dự bay ra khỏi tay Lâm Thanh Diện ngay, bắt đầu hấp thụ một nhóm thần hồn. Nó còn phát ra tiếng kiếm khe khẽ, như đang nhắc nhở Lâm Thanh Diện mau hấp thụ giống nó đi. Lâm Thanh Diện mới sử dụng kiếm trảm tiên hai lần. Đã tiêu hao rất nhiều thần hồn, nên cũng không do dự đi tới trước mặt một nhóm thần hồn khác, rồi ngồi xuống bắt đầu hấp thụ. Trong mộ Tần Vương, lúc này Vương Kiếm và 30 đệ tử khác đang vô cùng đau khổ, Tần Trường Sinh đã hấp thụ tinh thần lực của họ, để giúp ông ta đột phá, ông ta không ngừng duy trì cách thức này, nên tinh thần lực của mọi người luôn tập hợp ra bên ngoài. Cứ đà này, sớm muộn gì tinh thần lực của họ cũng sẽ bị hút cạn, đến lúc đó, e là bọn họ sẽ biến thành những tên ngốc không còn chút ý thức. Nhưng đến khi mọi người đều cảm thấy mình sắp không trụ được nữa, thì lực hút đó bỗng biến mất. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lực hút đó biến mất, thì tính mạng của họ tạm thời được bảo toàn. Nhưng vì bị hút quá nhiều tinh thần lực, nên trông ai cũng mệt mỏi, muốn khôi phục lại tình trạng này, e là phải nghỉ dưỡng một thời gian dài. Sao lực hút đó bỗng biến mất vậy? Chẳng lẽ sư phụ đã thành công đoạt xá Lâm Thanh Diện rồi ư? Một tên đệ tử mở miệng hỏi. Mọi người đều nghiêm mặt, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến nước này rồi, cậu đừng gọi ông ta là sư phụ nữa, mặc dù ông ta có ơn dạy dỗ chúng ta, nhưng tất cả chỉ là âm mưu của ông ta thôi, ông ta hoàn toàn không xứng làm sư phụ chúng ta. Một tên đệ tử khác lắc đầu thở dài. Giờ chúng ta vẫn chưa biết rốt lúc Tần Trường Sinh chưa tỉnh lại mà sớm nghĩ cách thoát khỏi đây đi. Vương Kiếm bất đắc Tiểu Nhu mơ màng, rõ ràng hơi khó chấp nhận sự thật này.
Trên mặt Bạch Chỉ cũng hiện lên sự đau khổ, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện đang nằm trên giường đá, rồi cắn môi. Có lẽ khi anh ấy tỉnh lại, mình phải gọi anh ấy là Tần Trường Sinh. Bạch Chỉ lẩm bẩm. Vì Tần Trường Sinh đã cho bọn họ uống đan dược, nên giờ bọn họ vẫn chưa thể sử dụng sức mạnh trên người mình, đan dược đã trở nên nhẹ hơn, có lẽ chẳng mấy chốc nữa, bọn họ có thể cử động lại được. Nhưng bọn họ không dám chắc, liệu Tần Trường Sinh có tỉnh lại trước khi bọn họ có thể cử động lại không? Lúc mọi người đang nghĩ cách thoát khỏi đây, thì Lâm Thanh Diện đang nằm trên giường đá bỗng bộc phát một làn sóng thần hồn chi lực mạnh mẽ, rồi lan ra bốn phía. Sau khi mọi thần của mình đã khôi phục hơn nhiều. Rồi Lâm Thanh Diện mở mắt ra, đứng dậy khỏi giường đá. Anh liếc nhìn xung quanh, nhận ra mấy sư huynh đệ của mình đều còn sống, thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy người Vương Kiếm đều không biết rõ người tỉnh lại là Lâm Thanh Diện hay Tần Trường Sinh, nên ánh mắt đầy cảnh giác. Lão già xấu xa này, chẳng lẽ ông đã giết Lâm Thanh Diện rồi diệt, rồi mở miệng mắng. Cô cảm thấy dù gì hôm nay mình cũng không thể sống tiếp, không bằng trước khi chết, mắng Tần Trường Sinh một trận, chí ít cô sẽ không chết uất ức như vậy. Trên mặt Lâm Thanh Diện hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi cười nói với Giang Tiểu Nhu, tôi là Lâm Thanh Diện, tôi vẫn chưa chết. Giang Tiểu Nhu nhìn anh với vẻ mặt không tin, nói, ông đừng hòng lừa được chúng, giờ ông chỉ đang diễn kịch thôi. Lâm Thanh Diện lườm cô, nếu tôi là Tần Trường Sinh, thì việc đầu tiên khi tôi tỉnh lại là giết chết các người. Hơn nữa cô cảm thấy sư phụ sẽ nói với cô bằng giọng điệu của tôi à? Giang Tiểu Nhu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chuyện này thì chưa chắc. Vương Kiếm quan sát tỉ mỉ Lâm Thanh Diện một hồi lâu, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghi ngờ hỏi, gật đầu. Vậy Tần Trường Sinh đâu? Mắt Lâm Thanh Diện trở nên lạnh lẽo, rồi hờ hững đáp, ông ta chết rồi. Cùng lúc đó, nhà tổ nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Hứa Bích Hoài đang dẫn Nặc Nặc tập đi trong sân, hai mẹ con cười đùa rất vui vẻ. Trong một căn phòng ở gần chiếc sân này, hai anh em Tiêu Phong cùng mở mắt ra, lấy ngọc bội trong phòng quần áo của mình ra. Giờ trên hai miếng ngọc bội thì nó sẽ vỡ vụn. Con người của hai người đều thu nhỏ lại, rồi đồng thanh nói, sư phụ đoạt xá thất bại rồi. Hai người nhìn nhau, rồi ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ khó có thể che giấu. Tiêu Phong hít sâu một hơi mới lên tiếng, xem ra giờ chúng ta phải làm theo lời căn dặn của sư phụ lúc trước rồi. Tiêu Vân gật đầu, rồi lấy một chiếc bình ngọc trong áo mình ra, rồi tay. Chúng ta thật sự chỉ cho cô ta uống một viên đan dược thôi à? Sư phụ đoạt xá thất bại, e là đã mất mạng rồi, chẳng phải chúng ta nên giết sạch người nhà họ Lâm à? Tiêu Vân nói. Tiêu Phong thở dài nói, lúc đó sư phụ đã căn dặn chúng ta phải giết thẳng tay, thật ra đó là cách làm nhân từ nhất. Sư phụ muốn Lâm Thanh Diện phải đau khổ cả đời, là cách làm tốt nhất. Viên thiên độc đan này là do sư phụ mang tới từ Thương Nguyên giới, chỉ có nơi đó mới có thuốc giải, một khi Hứa Bích Hoài uống nó, sẽ chìm vào trạng thái ngủ say mãi mãi, cho dù Lâm Thanh Diện nghĩ ra bao nhiêu cách, cũng không thể nào tìm được thuốc giải. Hứa Bích Hoài là người Lâm Thanh Diện yêu nhất, nên không có chuyện nào giày vò anh ta đi ra khỏi phòng. Hai người cùng đi tới sân mà Hứa Bích Hoài đang ngồi chơi ở đó. Hứa Bích Hoài thấy hai anh em Tiêu Phong Tiêu Vân đi tới, thì cười nói với Nặc Nặc, Nặc Nặc, mau gọi chú đi con. Nặc Nặc mở to mắt nhìn hai anh em Tiêu Phong và Tiêu Vân, rồi vô thức lùi về sau. Tiêu Vân đi tới trước mặt Hứa Bích Hoài, thở dài nói, đắc tội rồi. Rồi anh ta bóp miệng cô. Gần như chỉ trong nháy mắt, Hứa Bích Hoài liền nhắm mắt lại, ngã xuống đất. Nặc Nặc bắt đầu gào khóc. Chương 1070, một lượng lớn đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Trong đại sảnh mộ Tần Vương, Lâm Thanh Diện kể lại chuyện mình đã giết Tần Trường Sinh trong thế giới tinh thần của mình cho mọi người nghe. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại nắm giữ át chủ bài có thể giết chết Tần Trường Sinh, chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tất nhiên, Lâm Thanh Diện không nói cho bọn họ biết át chủ bài của mình là kiếm trảm tiên, ngay cả sư phụ mình cũng bị Tần Trường Sinh đoạt xá. Nên Lâm Thanh Diện khó mà tin tưởng ai nữa. Dù biết có lẽ mấy sư huynh đệ của mình không thể xuất hiện thêm một Tần Trường Sinh nữa, nhưng anh vẫn nên cẩn trọng. Sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại, mấy người Vương Kiếm đều cảm khái, có thể nói hôm nay bọn họ đã trải qua khá nhiều biến cố. Từ lúc sư phụ mình tuyên bố ông ta là Tần Trường Sinh, đến khi ông ta tiến hành đoạt xá Lâm Thanh Diện, rồi hút tinh thần lực của họ, cuối cùng lại bị Lâm Thanh Diện dùng át chủ bài mạnh mẽ của mình để phản kích. Quả thật là chuyện quá khó tin đối với họ.
Nhưng dù là thế nào thì tính mạng của họ cũng xem được bảo toàn, giờ Tần Trường Sinh đã bị Lâm Thanh Diện giết chết, nên trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ bọn họ sẽ không còn rắc rối nào nữa. Lâm Thanh Diện dựa vào thực lực của mình, cùng với việc hấp thụ thần hồn chi lực của Tần Trường Sinh, nên đã hóa giải tác dụng của đan dược. Nhưng mấy người Vương Kiếm thì phải đợi thêm một lúc nữa. Nhân lúc này, Lâm Thanh Diện đi tới trước người Lục Diên Thọ, sau khi nhìn chằm chằm dáng vẻ của ông thì cúi người vươn tay sờ vào trong áo của ông. Thoáng chốc, Lâm Thanh Diện đã lấy ra một cuốn sách quý ở bên trong, trên đó viết hai chữ, Huyền Công. Lâm Thanh Diện liền mở ra xem, nhận ra nội dung Huyền Công này khác hoàn toàn với cuốn mà mình học lúc trước. Sau một hồi nghiên cứu tỉ mỉ, anh mới nhận ra có lẽ cuốn Huyền Công này là phần kế tiếp của cuốn mà mình đã tu luyện kia. Trước đây khi Lâm Thanh Diện đột phá lên hóa cảnh đỉnh phong, anh đã nhận ra một điều, có lẽ Huyền Công mà anh tu luyện, cùng lắm chỉ có thể chèo chống anh đột phá đến thần cảnh. Lúc đó anh nghĩ thần cảnh là nấc cuối cùng của võ đạo, nên không để tâm cho lắm. Nhưng sau có người luôn tu luyện đến cảnh giới đứng sau thần tiên, lúc đó Lâm Thanh Diện mới bắt hoàn chỉnh. Bây giờ nhìn thấy cuốn Huyền Công tiếp theo này, trong lòng Lâm Thanh Diện đã chắc chắn một điều, quả nhiên trên thần cảnh vẫn còn cảnh giới cao thâm hơn. Nhưng giờ Lâm Thanh Diện còn chưa đạt tới thần cảnh, nên có nghĩ nhiều cũng vô ích, cuốn Huyền Công tiếp theo này đã giải quyết vấn đề tu luyện của anh sau khi đạt tới thần cảnh. Sau khi cất cuốn sách quý Huyền Công này, khi anh không còn phát hiện ra món đồ giá trị nào nữa, mới châm lửa, đốt thi thể này. Hành động này của anh xem như cắt đứt quan hệ với Lục Diên Thọ, từ nay về sau, anh không bao giờ gọi ai là sư phụ nữa. Đốt thi thể Lục Diên Thọ xong, Lâm Thanh Diện liền đi tới trước mấy chiếc dương để trong đại sảnh, rồi mở từng cái một, xem thử bên trong đựng món trong đều là đan dược. Trên dương có viết rõ tên và công dụng các loại đan dược. Lâm Thanh Diện nhìn kỹ từng dương, vẻ mặt không che giấu nổi sự kinh ngạc. Tất cả đều là đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Trong lòng Lâm Thanh Diện cả kinh. Nơi này có tới mấy chiếc dương, Tần Trường chứa nhiều đan dược cấp bậc hoàn mỹ như thế để làm gì? Anh lại nhìn kỹ mấy chiếc dương đó, rồi loại đan dược này. Trúc cơ đan, bồi nguyên đan, dưỡng khí đan, phá trướng đan. Nếu mình đoán không lầm, có lẽ mấy loại đan dược đều dùng để củng cố thực lực và tiến hành đột phá. Anh đọc kỹ lời giới thiệu liên quan đến mấy loại đan được ở trên dương, rồi nhận ra mấy đan dược này thật sự dùng để hỗ trợ củng cố thực lực, tiến hành đột phá. Nếu mấy loại đan dược này chỉ thế, nhưng ở đây có tới mấy dương đan dược cấp bậc hoàn mỹ, khiến anh không thể không nghi ngờ, rốt cuộc Tần Trường Sinh giấu nhiều đan dược cấp bậc hoàn mỹ như thế để làm gì. Đồng thời lúc trước Tần Trường Sinh cũng nói với mình rằng, chắc chắn người thương nguyên giới sẽ xâm chiếm trái đất. Nên Lâm Thanh Diện liền đoán ra e là ông ta muốn dùng mấy loại đan dược này, khi người thương nguyên giới tới, bọn họ sẽ có đủ năng lực để chống chọi. Trong lòng Lâm Thanh Diện cảm khái, Tần Trường Sinh chuẩn bị nhiều như vậy, có lẽ ông ta không thể ngờ rằng, mấy đan dược này sẽ rơi vào tay mình. Toàn bộ đan dược trong dương đều thuộc cấp bậc hoàn mỹ, Lâm Thanh Diện đoán cho dù mình chỉ lấy một phần nhỏ trong số này để nâng cao thực lực, có lẽ cũng có thể dựa vào hiệu lực của đan dược, đột phá thẳng đến thần cảnh trong thời gian ngắn. Anh cũng không phấn khích cho lắm, tới trước chiếc dương cuối cùng. Chiếc dương này không đựng đan dược, mà là mấy cuốn sách quý, một ngọc bội phát ra ánh sáng màu đỏ như máu. Anh cầm tấm bản đồ lên xem, nhận ra mấy vị trí được đánh dấu trên bản đồ, đều là những nơi hẻo lánh và khá bí ẩn trên trái đất. Anh cũng không biết mấy chỗ này có điểm nào đặc biệt, khiến Tần Trường Sinh phải cố ý đánh dấu trên bản đồ. Rồi anh lại cầm mấy cuốn sách quý đó lên xem, không ngờ lại phát hiện viết, phía trên còn kể cuộc đời của ông ta, bao gồm những chuyện trước khi ông ta tới trái đất. Trong này còn bao gồm một số tâm đắc lúc Tần Trường Sinh tự tu luyện, Lâm Thanh Diện còn phát hiện rất nhiều chiêu thức tấn công và thần hồn công kích chi pháp tinh xảo ở bên đó. Giờ anh không có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ tự truyện của Tần Trường Sinh, anh đặt mấy máu lên. Cảm giác lạnh lẽo từ miếng ngọc bội khiến Lâm Thanh Diện suýt ném nó xuống đất. Lâm Thanh Diện không biết rõ rốt cuộc miếng ngọc bội đỏ như máu này dùng để làm gì, nhưng khiến Tần Trường Sinh cất giấu như vậy, chắc chắn là không tầm thường, nên anh bọc nó lại, rồi cất vào trong túi áo. Chẳng mấy chốc, mấy người Vương Kiếm đã khôi phục lại sức lực, bắt đầu đứng dậy. Lâm Thanh lộ vẻ mặt ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ Tần Trường Sinh sẽ giấu nhiều đan dược cấp bậc hoàn mỹ như vậy ở nơi này. Lâm Thanh Diện, Tần Trường Sinh là do cậu giết, chúng tôi đều do cậu cứu mạng. Nên tất cả đồ vật ở đây đều phải thuộc về cậu, chúng tôi sẽ không cướp mấy đan dược này đâu, cậu mang hết đi đi. Vương Kiếm nghiêm túc nói với Lâm Thanh Diện.
mấy người sống sót là nhờ vào Lâm Thanh Diện, nên bọn họ đâu thể cướp mấy thứ này với anh được. Lâm Thanh Diện cười đáp, nhiều đan dược như thế, một mình tôi không thể dùng hết, hơn nữa lúc nãy tôi đã quyết định một chuyện, cần phải có sự hợp tác của các sư huynh đệ, mà mấy loại đan dược này sẽ làm nền tảng cho chúng ta. Ồ, chuyện gì thế? Vương Kiếm hỏi. Tôi muốn thành lập Kiên Định. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1071, Trảm Tiên Minh. Lời nói trước khi chết của Tần Trường Sinh khiến cho Lâm Thanh Diện có rất nhiều cảm xúc trong lòng, tuy ông ta nói rằng muốn liên minh với anh để đối phó với người đến từ Thương Nguyên Giới chỉ là lời dụ dỗ, nhưng thực tế Thương Nguyên Giới sớm muộn gì cũng sẽ tiến hành xâm lược. Đến lúc đó, cho dù thực lực của Lâm Thanh Diện đã đạt tới cấp độ mạnh hơn, thì nghĩ lại, với khả năng của một mình anh đối phó với những cường giả của cả một thế giới khác, rõ ràng không khác gì đang nằm mơ. Giờ phát hiện những viên đơn dược của Tần Trường Sinh được ông dự định dùng để đào tạo những cường giả, lúc này trong đầu anh mới nảy ra ý định thành lập một tổ chức. Nhóm người Vương Kiếm đều là thiên tài luyện võ được Tần Trường Sinh tỉ mỉ tuyển chọn khi ông dạo chơi khắp nơi, tư chất của bọn họ đương nhiên không có gì phải bàn luận, nếu như phối hợp thêm những viên đơn dược hoàn mỹ này, tin chắc trong thời gian ngắn có thể đào tạo ra được đội ngũ 30 người siêu mạnh. Đến lúc đó bọn họ bèn có thể đại diện của trái đất về phương diện vũ lực. Đến khi người ở Thương Nguyên Giới xâm lược thêm lần nữa thì trái đất cũng không phải không có chuẩn bị đề phòng. Hơn nữa Lâm Thanh Diện còn tính đem huyền công truyền thụ cho bọn Vương Kiếm, vì nếu chỉ dựa vào những viên đơn dược này, e là thực lực của họ có thể sẽ tăng lên chút, nhưng nếu như muốn đối kháng với thế lực cường giả ở Thương Nguyên Giới thì hiển nhiên vẫn chưa đủ. Còn huyền công lại có thể bù đắp vào sự chênh lệch thực lực của họ khi so với những cường giả ở Thương Nguyên Giới. Thông qua cuộc đụng độ với người đến từ Thương Nguyên Giới mà lần trước Lâm Thanh Diện gặp, anh biết được huyền công được coi là cơ mật tối cao ở Thương Nguyên Giới, người biết môn công pháp này chỉ có số ít chứ đừng nói chi phổ biến rộng khắp cho toàn dân tu luyện. Sức mạnh to lớn của huyền kình phối hợp với thiên phú của bọn Vương Kiếm, cộng thêm những viên đơn dược hoàn mỹ này, dự tính không bao lâu, thực lực của bọn họ sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nếu thời gian cho phép thì việc muốn đào tạo thêm vài cường giả thần cảnh cũng không phải là vấn đề khó. Thành lập tổ chức, người của Vương Kiếm hơi bất ngờ, rõ ràng người đó không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể nghĩ ra ý định này. Lâm Thanh Diện gật gật đầu, nói, hiện giờ cả thế giới đang âm thầm biến động, tin chắc sẽ không bao lâu sẽ xuất hiện thêm một trận biến động, nếu chúng là chúng ta sẽ nằm dưới chân của những người ở Thương Nguyên Giới. Lâm Thanh Diện, rốt cuộc thì đến chỗ này vài lần, nhưng vẫn không sao hiểu được. Bạch Chỉ đứng kế bên lên tiếng hỏi. Lúc này... Lâm Thanh Diện bèn kể cho mọi người nghe thông tin của Thương Nguyên Giới và lai lịch thực tế của Tần Trường Sinh, chuyện đến nước này thì những cơ mật của chúng thần điện, anh sẽ phải nói ra. Sau đó, anh còn nhắc lại chuyện người từ Thương Nguyên Giới xâm lược lần trước, nhằm để cho sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói xong, bất giác ai nấy đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không thể tưởng tượng được trên thế giới này lại còn những bí mật như vậy, có vẻ như kiến thức của chúng ta vẫn còn quá nông cạn. Vương Kiếm lầm bầm. Điều kiện tu luyện ở Thương Nguyên Giới tốt hơn trái đất rất nhiều, số lượng cường giả và thực lực đỉnh cao của họ cơ bản không phải sự Thương Nguyên Giới xâm lược với quy mô lớn, lúc đó trái đất chỉ có kết cục thảm mà thôi. Cũng may kỹ thuật truyền tin cũng không dễ dàng để thiết lập, cho dù bọn họ muốn tạo ra kỹ thuật truyền tin an toàn và chắc chắn hơn thì cường giả đỉnh cao của Thương Nguyên Giới cũng không cách nào đến đây được, vậy nên chúng ta không phải là không có cơ hội. Giờ sư phụ có thể nói là thiên tài đỉnh cao nhất ở thế giới này rồi. Nếu giờ mọi người cứ thế giải tán đi, đó sẽ là một điều rất đáng tiếc, vì vậy nên tôi mới có ý định thành lập tổ chức, dựa vào những viên đơn dược này để giúp mọi người nâng cao thực lực. Chỉ có như vậy, khi người của Thương Nguyên Giới đến xâm lược, chúng ta mới đủ mạnh để chống lại xong đều gật đầu đồng ý. Em đồng ý thành lập tổ chức này. Giang Tiểu Nhu giơ cao cánh tay nhỏ bé của mình và lớn tiếng nói, cho dù sư phụ là người xấu, nhưng tình cảm giữa sư huynh đệ tỉ muội của chúng ta là thật, em không muốn chúng ta giải tán như vậy. Vậy nên em ủng hộ Lâm Thanh Diện. Bạch Chỉ cũng bước lên một bước và nói, nếu thật sự có thành chuyện như vậy đương nhiên không thể thiếu anh được, mấy năm nay anh đã quen với việc ở cùng mọi người, nếu thật sự giải tán, anh lại không biết phải làm gì, vậy chi bằng tất cả chúng ta vì mục tiêu chung mà phấn đấu. Sau khi ba người họ thể hiện thái độ của mình, những người còn lại cũng bắt đầu lên tiếng nêu ra ý kiến. Cuối cùng, 30 đệ tử, không một ai có ý định rời đi. Nếu như vậy, tổ chức này của chúng ta coi như đã thành lập, lát nữa tôi sẽ phân phát những đơn dược đó môn công pháp cấp đỉnh, còn chuyện sau này mọi người sẽ phát triển như thế nào thì đó Diện vui mừng cười nói.
Nếu chúng ta đã thành lập tổ chức rồi, vậy thì đặt tên cho tổ chức của chúng ta đi, ngoài ra Lâm Thanh Diện sẽ làm lão đại lãnh đạo chúng ta, chắc mọi người không có ý kiến gì khác chứ. Giang Tiểu Nhu hưng phấn lên tiếng. Tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến khác. Lâm Thanh Diện có chút ngại, tuy anh đã đoán được kết quả này cho Vương Kiếm. Vương Kiếm lại bày tỏ vị trí người lãnh đạo phải lấy thực lực để quyết định. Vì vậy nên cơ bản là Lâm Thanh Diện không thoái thác được, cuối cùng anh đành chấp nhận. Còn về tên của tổ chức thì anh đã nghĩ ra được rồi. Nghe đồn ở thương nguyên giới những cường giả mạnh tựa như thần tiên thường hay hoành hành khắp nơi, nếu đã như vậy thì tổ chức của họ Thanh Diện có một cây kiếm chảm tiên, ý nghĩ cốt lõi của việc thành lập tổ chức này chính là tiêu diệt những nghiêu quỷ xà thần yêu ma quỷ quái của thương nguyên giới. Mọi người không ý kiến gì với tên tổ chức là Trảm Tiên Minh, cuối cùng thì Trảm Tiên Minh chính thức thành lập, một tổ chức siêu mạnh của trái đất bắt đầu sinh ra. Sau khi tên tổ chức được xác định, Lâm Thanh Tần Vương ra, khi ra đến chỗ lối ra vào, Lâm Thanh Diện quay lại nhìn vào bên trong lần nữa, cho đến giây phút này, ân oán giữa họ với Tần Trường Sinh, Lục Diên Thọ coi như kết thúc tại đây, sau này sẽ lật sang một trang mới. Sau khi rời khỏi mộ Tần Vương, Lâm Thanh Diện chia số đơn dược đó ra, công bằng chia cho mỗi người, bản thân anh cũng giữ một phần. Sau kiếm và mọi người, đồng thời dặn dò mọi người kỹ càng bộ công pháp này tuyệt đối không được phép để thất lạc ra ngoài, càng không được nhắc đến trước mặt người của thương nguyên giới, nếu không thì sẽ mang đến tai ương. Vì không xác định được người của thương nguyên giới khi nào sẽ đến, nên Lâm Thanh Diện muốn mọi người nắm bắt thời gian tập luyện, tranh thủ nâng cao thực lực của tốt nhất cho luyện tập, nên mọi người không cần thiết phải đi chỗ khác. Về phần mình, Lâm Thanh Diện dự tính về kinh đô một chuyến trước. Không biết vì sao mà anh cảm thấy trong lòng có chút bất an, thêm vào những lời Tần Trường Sinh nói trước khi chết, khiến cho anh muốn nhanh chóng biết được tình hình hiện tại của Hứa Bích Hoài. Chương 1072, tự truyện của Tần Trường Sinh. Trên đường trở về kinh đô, Lâm Thanh Diện cầm quyển tự truyện của Tần Trường Sinh để đọc. Trước đó anh đã gọi vài cuộc điện thoại cho Hứa Bích Hoài, nhưng vì hôm đó trời mưa, điện thoại bị vào nước nên tín hiệu không tốt lắm, vì vậy gọi không được. Thêm vào hiện anh đang ở khu vực hơi hẻo lánh, thế nên anh đành phải đợi đến khi vào đến thành phố rồi mới nghĩ cách gọi điện thoại. Lúc này anh đã đọc gần hết cuốn tự truyện của Tần Trường Sinh, lúc ra về, anh mang theo quyển tự truyện của Tần Trường Sinh, bản đồ và miếng ngọc màu huyết bên mình. Tuy anh không biết được tác dụng của những thứ này, nhưng chắc chắn giá trị của nó không đơn giản như anh nghĩ, vì vậy nên anh cần cất giữ cẩn thận. Hoặc biết đâu có ngày nào đó cần sử dụng đến. Gấp lại trang cuối cùng của quyển tự truyện Tần Trường Sinh, Lâm Thanh Diện cũng thở dài, những gì Tần Trường Sinh trải nghiệm có dùng từ phong phú bao la cũng không đủ để hình dung được, anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc đời của một con người lại có thể trải qua nhiều sự việc đến như vậy. Điều đó cũng dễ hiểu, sau khi đọc xong quyển tự truyện của Tần Trường Sinh, Lâm Thanh Diện biết Tần Trường Sinh là một trong những người thuộc đợt tân sinh nhân đầu tiên của những thần tiên năm xưa khi mới đặt chân lên thương nguyên giới. Vì vậy nên tính ra thì có thể nói Tần Trường Sinh không chỉ là người của thương nguyên giới, mà tuổi đời của ông đã hơn 5.000 năm. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được có người lại có thể sống lâu như vậy, điều này đã hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của Lâm Thanh Diện. Nhưng sau khi biết được những chuyện của thương nguyên giới, Lâm Thanh Diện cũng không mấy ngạc nhiên đối với chuyện sống hơn 5.000 năm nữa, bởi vì người ở thương nguyên giới tu luyện theo hướng thần tiên, khi thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, thì tuổi thọ cũng sẽ được kéo dài hơn. Thậm chí có người còn có thể đạt đến đẳng cấp trường sinh. Ở trái đất, cho dù đã đạt tới tông sư cảnh, thậm chí là hóa cảnh, thì vẫn bị coi như là đang luyện tập võ mà thôi, mà còn ở thương nguyên giới không có chuyện luyện tập võ, những gì họ tu luyện là loại pháp thuật chân chính có thể nghịch thiên đổi mệnh. Lúc trước lão tổ tông nhà họ Ngô có nói qua, cuộc đại chiến năm xưa của Tu La Ma Thần và các vị thần tiên đã phá hủy căn cơ thế giới, khiến cho linh khí tán loạn. Vì vậy nên những vị thần tiên đó mới bất đắc dĩ phải đến thương nguyên giới, vì ở thương nguyên Ngô nói. Người ở thương nguyên giới tu luyện nhờ vào linh khí đó, tốc độ tu luyện tăng nhanh vào nội kình ở trái đất, vì vậy mà ở thương nguyên giới, tông sư cảnh chỉ đơn thuần là khởi đầu trên con đường tu luyện mà thôi. Còn hóa cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng được coi là bước đầu tiên bước vào cánh cửa tu luyện, mở ra con đường tu luyện. Ở thương nguyên giới, mọi người gọi chung giai đoạn nội kình và tông sư cảnh là thời kỳ luyện khí. Còn hóa cảnh được coi huyền cảnh, hiện tại trên trái đất, cảnh giới cao nhất đạt được chính là thần cảnh. Mà cảnh giới này ở thương nguyên giới, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên bước vào cánh cửa cường giả mà thôi. Bên trên thông huyền cảnh,
còn có thần hải cảnh và kim đan cảnh, những cảnh giới được nhắc đến trong quyển tự truyện của Tần Trường Sinh chỉ có bấy nhiêu đó. Nhưng mà qua lời kể của Tần Trường Sinh ở trái đất, cảnh giới của ông đã cao hơn kim đan cảnh, vì trong những câu miêu tả kim đan cảnh thì có chút gì đó giống như khinh miệt. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không tưởng tượng được người ở thương nguyên giới lại tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, chả trách ban đầu, họ toàn tự xưng mình là thần tiên, chỉ thần cảnh thôi mà Lâm Thanh Diện cũng đã cảm thấy lợi hại, cường giả kim đan cảnh sẽ có uy lực khả năng hủy thiên diệt địa như thế nào. Đồng thời trong lòng Lâm Thanh Diện cũng có chút cảm thán, ở thương nguyên giới, Tần Trường Sinh từng là bá chủ xưng bá một phương, kết quả chỉ vì cố tình đột nhập vượt qua truyền thông đạo mà ông bị thương nặng. Sau khi đến trái đất không thể không dùng cách đoạt xá để tái sinh, cuối cùng ai nấy không thể không cảm thấy có chút tiếc nuối. Một người cho dù mạnh đến thế nào đi nữa, cuối cùng thì vẫn không thể thoát được sự sắp xếp của vận mệnh. Tần Trường Sinh khi còn ở thương nguyên giới, ông đã kinh diễm thế nhân, người ở thiên hạ không ai có thể so sánh với ông được, ông dựa vào sự cố gắng nỗ lực của chính mình, trở thành một trong những người mạnh nguyên giới. Sau đó... Tần Trường Sinh vì muốn bản thân mình bước lên tầm cao mới cao hơn, ông bước vào một khu thần tích của thương nguyên giới, ở đó ông phát hiện ra sự tồn tại của huyền công. Ở thương nguyên giới tuy là dựa vào linh khí để tăng thực lực, nhưng mà sức mạnh mà họ tu luyện từ việc dựa vào linh khí đem so với nội kình, thì cũng không mạnh hơn bao nhau, chẳng qua chỉ là nguồn gốc khác nhau mà thôi. Mà còn sức mạnh được tu luyện từ huyền công thì có thể khiến cho nội lực của con người tăng vượt không chỉ một cấp bậc, so với người đồng cảnh giới. Người tu luyện bằng huyền công cơ hồ có thể dễ dàng đánh bật tất cả những người tu luyện bằng pháp quyết khác. Điều này làm cho Tần Trường Sinh nhìn thấy được tia hy vọng xưng bá ở thương nguyên giới. Nhưng hiển nhiên điều ông ta không thể ngờ tới chính là, khi ông nắm được tin liên quan đến huyền công, lúc ông vừa mới từ thần tích bước ra thì toàn bộ các thế lực lớn ở thương nguyên giới lại bao vây trừ khử Tần Trường Sinh, giết sạch toàn bộ người của Tần Trường Sinh ở thương muốn đoạt được huyền công mà đã trải qua vô vàn khó khăn và thử thách. Vì vậy với sức lực còn lại, ông làm sao có thể chống chọi lại với sự hợp tác của các thế lực của thương nguyên giới, vì vậy ông chỉ còn biết chạy trốn thoát thân. Người của ông từng người một chết dưới tay của các thế lực lớn ở thương nguyên giới, cuối cùng chỉ còn lại 4 người lớn ở thương nguyên giới, Tần Trường Sinh bất đắc dĩ không thể không nghĩ cách, ông kết hợp với 4 người canh giữ còn lại, cố tình đột nhập vượt qua truyền thông đạo nối kết giữa thương nguyên giới và trái đất, liều mạng chạy trốn đến trái đất. Vốn dĩ Lâm Thanh Diện còn tưởng huyền công chỉ là công pháp cao cấp hơn so với việc tu luyện bằng nội kình, chứ anh không bao giờ vậy, có thể khiến cho các thế lực lớn ở thương nguyên giới vì huyền công mà hợp tác lại để trừ khử Tần Trường Sinh, đủ để thấy rằng sức hấp dẫn của huyền công đối với họ mạnh đến mức độ nào. Lâm Thanh Diện thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn trong lòng, vì thời gian trước ở thành phố Mers đã giải quyết người đến từ thương nguyên giới, chứ nếu không lỡ như thương nguyên giới. Lúc đó thì thật sự trái đất không còn ưu thế gì khi đối mặt với thương nguyên giới. Như hiện giờ trái đất còn có thể bình yên như vậy, cũng chỉ nhờ vào phong ấn năm xưa của Tu La Ma Thần lưu giữ lại, thêm vào là độ khó khăn nguy hiểm khi xuyên qua truyền thông đạo. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng không khỏi có chút lo lắng, anh muốn thân anh đủ mạnh, thì cho dù có xuất hiện thêm biến cố nào thì anh mới có thể bình tĩnh giải quyết. Thêm vào đó, với tình hình hiện nay, đối với Lâm Thanh Diện mà nói thì thần cảnh đã không còn đủ, anh cần phải đạt đến cảnh giới mạnh và cao hơn nữa. Và lẽ đương nhiên, những cảnh giới như thần hải cảnh, kim đan cảnh có chút xa vời đối với Lâm Thanh Diện, mục tính tiếp. Anh hít hơi sâu và thôi không nghĩ đến những chuyện này nữa, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh thấy bóng dáng nhà cao tầng đã thấp thoáng xuất hiện, có vẻ như khoảng cách đến thành phố không còn xa nữa. Anh đây là bắt một chiếc ô tô đi từ một thôn nhỏ đến thành phố gần nhất. Không lâu sau, khi đến thành phố, việc đầu tiên mà anh làm chính là tìm Buồng Hoài, nhưng điều anh không thể ngờ tới chính là anh vẫn không liên lạc được cho cô. Thế là anh liền gọi cho Tô Thành Hải để hỏi xem Hứa Bích Hoài hiện tại đang làm gì. Ở đầu dây bên kia, Tô Thành Hải nghe được câu hỏi của Lâm Thanh Diện, ông im lặng trầm ngâm lúc, sau đó trả lời với giọng điệu có chút bất lực, Lâm Thanh Diện, con khoan hãy kích động, tình hình hôn mê 2 ngày rồi, mọi người lại không liên lạc được con. Con về đây trước đi rồi nói tiếp. Chương 1073, Hứa Bích Hoài hôn mê. Kinh đô, tại nhà họ Lâm. Trong phòng của Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện hai mắt đỏ hoe chăm chú nhìn Hứa Bích Hoài đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, chén trà trong tay bị bóp nát vụn, rơi lả tả vào trong không trung. Tại sao lại thành thế này? Trước khi tôi đi cô ấy vẫn còn rất khỏe mạnh, tại sao bây giờ lại hôn mê mãi không tỉnh? Vẻ mặt Lâm Thanh Diện có chút kích động,
Tô Thành Hải và ông Đậu ngồi bên cạnh lo lắng nhìn anh, sợ anh sẽ kích động quá độ mà gây nên những chuyện không thể khống chế nổi. Lâm Thanh Diện, cậu bình tĩnh đi đã, bây giờ Bích Hoài chỉ đang hôn mê thôi, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, rồi chúng ta cùng nghĩ cách, con bé sẽ tỉnh lại thôi mà. Tô Thành Hải an ủi. Lâm Thanh Diện hít một hơi sâu, đi đến bên giường, ngồi xuống, một tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài lúc này đang nhắm chặt hai mắt, trên trán xuất hiện đường nhỏ màu đen trông giống như mạch máu, môi cô cũng tím ngắt, nhìn qua đã biết là bị trúng độc. Nhưng vừa rồi Tô Thành Hải đã nói với anh, bọn họ đã mời bác sĩ giỏi nhất thế giới đến kiểm tra cho Hứa Bích Hoài, mặc dù cô bị trúng độc nhưng loại độc này không nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu, không thể nào tỉnh dậy mà thôi. Mà cùng với giấc ngủ của Hứa Bích Hoài, chất độc cũng sẽ càng lúc càng ngấm sâu vào trong cơ thể cô, cuối cùng sẽ cướp đi mạng sống của cô, nhưng quá trình này vô cùng chậm, theo dự đoán của bác sĩ, để những chất độc ấy đủ mạnh khiến cô tử vong thì ít nhất cũng mất 10 năm. Ông Độ cũng đã nói với Lâm Thanh Diện, qua điều tra, bọn họ phát hiện ra chuyện này là do hai anh em Tiêu Phong và Tiêu Vân làm ra. Còn về lý do tại sao họ lại làm vậy thì người nhà họ Lâm luôn không hiểu nổi, nhưng Lâm Thanh Diện sau khi nghe được chuyện này cho Tiêu Phong, Tiêu Vân làm thì trong lòng đã hiểu rõ. Cho dù thế nào, Lâm Thanh Diện cũng không ngờ rằng Tần Trường Sinh cho Tiêu Phong, Tiêu Vân đến bảo vệ an nguy cho nhà họ Lâm, thực chất là muốn hai người bọn họ giám sát nhà họ Lâm. Tần Trường Sinh vừa xảy ra chuyện, hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân liền lập tức có hành động. Hơn trong nhà họ Lâm, mà chỉ cho Hứa Bích Hoài ăn một viên thuốc độc, từ đó có thể Thanh Diện là gì, ông ta biết cách làm thế nào để khiến Lâm Thanh Diện đau khổ. Làm vậy còn làm Lâm Thanh Diện đau đớn hơn giết người nhà họ Lâm rất nhiều. Đã điều tra ra tung tích hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân chưa? Giọng nói của Lâm Thanh Diện lạnh băng, từ trong âm thanh như phóng ra sát khí vô hạn. Sau hôm đó, chúng tôi đã điều tra camera trong toàn thành phố, biết còn vị trí sau đó thì không tra ra được nữa. Ông Độ nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, anh biết hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân sau khi làm ra chuyện này không thể ở lại trong kinh đô được nữa, bọn họ nhất định sẽ trốn đi để chờ cơ hội báo thù Lâm Thanh Diện lần nữa. Giúp tôi thường xuyên chú ý đến hành tung của bọn họ, một khi phát hiện được vị trí của có chạy trốn đến chân trời góc biển thì tôi cũng nhất định phải tìm ra họ. Tất cả người nhà họ Lâm có mặt trong phòng đều gật đầu, họ biết bây giờ Lâm Thanh Diện đang vô cùng tức giận, anh đã coi hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân là kẻ thù của mình. Anh ngồi bên giường nhìn Hứa Bích Hoài hồi lâu, sau khi thử qua đủ cách để gọi cô dậy nhưng không có cách đứng dậy. Nặc nặc đâu? Lâm Thanh Diện hỏi. Hai ngày nay cô Tôn luôn ở cạnh Nặc Nặc, cô bé cũng rất nhớ mẹ, cứ làm loạn không ngừng. Tô Thành Hải đáp lời. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau đó liền đi đến chỗ cô Tôn thăm Nặc Nặc. Lần đầu tiên Nặc Nặc nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã đưa tay về hướng anh, muốn anh ôm. Lâm Thanh Diện ôm cô bé vào lòng, cô nhóc lập tức òa lên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng. Nặc Nặc ngoan, mẹ sẽ sớm tỉnh lại thôi mà, ba đảm bảo với con. Nhất định sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với mẹ con đâu. Lâm Thanh Diện nói. Cô bé chẳng hề quan tâm, cứ khóc nức nở đến xé tim gan, Lâm Thanh Diện nghe mà đau lòng. Đồng thời Lâm Thanh Diện cũng có chút vui mừng, hai anh em Tiêu Phong, Tiêu Vân mặc dù rất đáng hận, nhưng rốt cuộc thì họ vẫn còn chút lương tâm khi đã không ra tay với Nặc Nặc. Nếu Nặc Nặc cũng bị hai người bọn họ hạ độc thì cho dù Lâm Thanh Diện có phải đào ba bằng được. Sau khi dỗ Nặc Nặc một lúc, Lâm Thanh Diện bước ra cổng nhà họ Lâm, gọi từ cho Hứa Bích Hoài không. Sau khi từ tài khám cho Hứa Bích Hoài, vẻ mặt ông ta như đông cứng lại, ông ta nói với Lâm Thanh Diện rằng trước giờ ông ta chưa từng thấy loại độc nào trên đời lại có thể khiến người ta hôn mê bất tỉnh, nhưng lại không gây nguy hiểm đến tính mạng, thời gian độc phát tác phải cần đến tận 10 năm như thế này. Về cách chữa trị, từ tài biết được chất độc trong người Hứa Bích Hoài rốt cuộc là loại độc gì. Dựa theo kiến thức của từ tài, ông ta chưa từng tiếp xúc với loại độc này, theo cách nói của ông ta thì ông ta đoán rằng loại độc này không hề tồn tại trên trái đất. Trong lòng Lâm Thanh Diện luôn khâm phục y thuật của từ tài, nhưng không ngờ ông ta lại phán đoán loại độc này không tồn tại trên hẳn là do Tần Trường Sinh đem từ thương nguyên giới đến. Với trình độ y thuật ở trái đất, muốn giải được độc thì thực sự vô cùng khó khăn. Anh tự giễu trong lòng, thứ Tần Trường Sinh muốn thấy, có lẽ chính là thấy dáng vẻ của anh khi vẫn có hy vọng nhưng không thể làm gì được. Nhưng cho dù Hứa Bích Hoài có trúng độc của thương nguyên giới thì Lâm Thanh Diện cũng nhất định núi đao, xuống biển lửa, Lâm Thanh Diện cũng quyết không chần chừ. Từ tài không có cách cứu chữa,
Lâm Thanh Diện đành đặt hy vọng vào hai người hiểu nhiều biết rộng, là Quý Trường Thanh và Lý Mộ Bạch. Ở nhà họ Lâm không được bao lâu, Lâm Thanh Diện liền đưa Hứa Bích Hoài đi lên vùng núi Côn Luân, lý do là vì suy xét đến độ an toàn ở tổng bộ chúng thần điện, nguyên Lý Mộ Bạch có thể thấy rõ được tình trạng của Hứa Bích Hoài hiện giờ. Đương nhiên cả Nặc Nặc cũng được Lâm Thanh Diện đưa đi theo, hiện tại, tổng bộ chúng thần điện mới là nơi anh tin tưởng là an toàn, để Nặc Nặc ở lại kinh đô, anh không yên tâm. Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh sau khi thấy được tình trạng của Hứa Bích Hoài thì cũng đều cau mày, quả nhiên là nhận thấy được nguồn gốc của loại độc này. Nếu tôi đoán không sai thì thứ cô ấy ăn chính là thiên độc đan, loại thuốc độc này đến từ thương nguyên giới, thuốc giải cũng chỉ ở thương nguyên giới mới có, nếu cậu muốn giúp cô ấy giải độc, thì sợ là chỉ có thể đi đến thương nguyên giới một chuyến thôi. Lý Mộ Bạch than thở. Ông ta nói vậy, chỉ là không muốn nói lời quá trực tiếp bảo Lâm Thanh Diện bỏ cuộc, mà bản thân Lâm Thanh Diện cũng biết rõ, đến thương nguyên giới là chuyện không thể. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện tràn đầy thất vọng, anh lẩm bẩm, chẳng nhẽ, thực sự không còn cách nào khác nữa sao? Đúng lúc ấy, Quý Trường Thanh nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, tôi biết một người, có lẽ người ấy sẽ biết cách làm thế nào để giải loại độc này. Chương 1074, cuộc gọi từ Lâm Trung Thiên. Vốn dĩ trái tim Lâm Thanh Diện đã chìm xuống đáy lập tức lại rộn ràng thêm một lần nữa, anh vội vàng nghiêng đầu nhìn Quý Trường Thanh, anh hỏi, ai vậy? Quý Trường Thanh thở dài, nói, năm đó tôi đã hứa với người đó là chỉ cần người đó không làm điều gì sai trái ở trái đất thì tôi sẽ để người đó sống một cuộc sống an nhiên, chúng tôi đã ước định sẽ không làm phiền nhau, chỉ là bây giờ cậu có chuyện quan trọng, cũng chỉ có thể để cậu đi tìm người đó thôi. Người này đến từ thương nguyên giới. Là một trong những người năm đó đã cùng Tần Trường Sinh thoát ra từ đường nối truyền thống, nên tôi mới cảm thấy người này sẽ có cách giải thiên độc đan. Lâm Thanh Diện nghe Quý Trường Thanh nói vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ người mà Quý Trường Thanh nhắc đến lại là người của thương nguyên giới. Hơn nữa năm đó cùng Tần Trường Sinh trốn ra có 4 người, 3 người trong số đó đã được xác định là đã chết, chỉ có 1 người cuối cùng không rõ tung tích ở đâu. Bây giờ xem ra, người Quý Trường Thanh nói đến chính là thị vệ thứ tư của Tần Trường Sinh. Người của thương nguyên giới, nhiệm vụ của chúng thần điện chúng ta không phải là diệt trừ bọn chúng sao? Tại sao ông Quý lại đưa ra điều kiện với người của thương nguyên giới, còn cho người đó có nơi sống yên bình nữa? Lâm Thanh Diện thấy hơi khó hiểu liền hỏi một câu. Quý Trường Thanh thở dài, nói chuyện này nói ra dài lắm, người này mặc dù đã trốn ra cùng với Tần Trường Sinh, nhưng ông ta chán ghét những ngày đi theo Tần Trường Sinh nên đã chủ động tìm đến tôi, muốn thương lượng điều kiện với tôi. Ngày đó tôi không sợ trời không sợ đất, đi vào một vùng đất hiểm, chúng phải kỳ độc, không ai giải được, mà ông ta vừa hay lại là một cao thủ y dược, nên ông ta đã lấy việc cứu sống tôi làm điều kiện, muốn tôi cho ông ta một cuộc sống yên ổn. Tôi thấy thái độ của ông ta cũng thành thật, hơn nữa vì mạng sống của mình nên đã đồng ý với ông ta. Ông ta cũng thực sự đã làm theo thỏa thuận. Giải được độc trong người tôi, hơn nữa bao nhiêu năm qua rồi, ông ta cũng không gây nên bất cứ phiền hà gì cho thế giới cả, chỉ thỉnh thoảng xuống núi thu nhận vài đồ đệ mà thôi. Bởi vì ông ta là cao thủ y dược, nên tôi độc đan, nhưng nhiều năm qua rồi, bây giờ ông ta thế nào tôi cũng không rõ, có thể xem vận may thôi. Nghe Quý Trường Thanh nói xong, ánh mắt Lâm Thanh Diện lập tức trở nên kiên định, anh nói, ông Quý, xin ông hãy nói địa chỉ bây giờ của người đó cho tôi. Cho dù ông ta có thể giải được loại độc này không thì tôi cũng phải thử xem. Quý Trường Thanh biết hiện giờ Lâm Thanh Diện đã trở nên loạn trí, chỉ cần có bất cứ hy vọng nào, anh cũng sẽ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Tôi có thể cho cậu địa chỉ, nhưng dù gì ông ta cũng là người của thương nguyên giới, mặc dù mấy năm qua không ra ngoài làm chuyện gì bất thường, nhưng cậu vẫn nên chú ý một chút, đừng để bị ông ta lừa. Quý Trường Thanh nói, tiền bối yên tâm, chuyện này tôi tự sắp xếp được. Lâm Thanh Diện trả lời. Quý Trường Thanh gật đầu, đưa cho Lâm Thanh Diện. Sau khi lấy được địa chỉ, Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, bây giờ tất cả hy vọng của anh đều đặt vào thị vệ thứ tư của Tần Trường Sinh này, nếu ngay cả người này cũng không thể giải chất độc của Hứa Bích Hoài, thì anh nghĩ có thể nghĩ cách đến thương nguyên giới để tìm thuốc giải mà thôi. Không lãng phí nhiều thời gian nữa, Lâm Thanh Diện cầm Nặc Nặc ở đây không quen, Lâm Thanh Diện cố tình đưa cả cô Tôn theo, để Nặc Nặc có thể được chăm sóc cẩn thận. Đồng thời anh cũng đi dặn dò Chu Tước, hy vọng Chu Tước thi thoảng có thời gian thì có thể ở bên Nặc Nặc, dù gì trong cả tổng bộ chúng thần điện cũng chỉ có duy nhất Chu Tước là người phụ nữ có quan hệ tốt với Lâm Thanh Diện, thêm bớt nỗi buồn khi thiếu mẹ bên cạnh chăm sóc đi một chút. Sau khi thu xếp xong cho Nặc Nặc,
Lâm Thanh Diện đi sắp xếp đồ đạc của mình, dự định đi tìm thị vệ thứ tư của Tần Trường Sinh. Theo địa chỉ mà Quý Trường Sinh đưa cho anh, nơi ở hiện tại của thị vệ kia chắc hẳn ở sâu bên trong dãy núi Tần Linh, muốn tìm được thì không dễ dàng chút nào. Điều khiến Bích Hoài không phát tác ngay lập tức, cho dù là Từ Tài hay Quý Trường Thanh, Lý Mộ Bạch, đều chắc chắn thời gian độc phát tác phải đến 10 năm sau, nên bây giờ Lâm Thanh Diện không cần quá gấp gáp. Chỉ có điều sớm tìm được cách cứu chữa thì tốt hơn là muộn, nên Lâm Thanh Diện không muốn lãng phí chút thời gian nào cả. Sau khi rời khỏi núi Côn Luân, Lâm Thanh Diện đi đến thành phố gần nhất, định đi máy bay đến gần núi Tần Lĩnh, sau đó mới nghĩ cách xem có thể nghe ngóng được thông tin gì về chuyện bên trong núi Tần Lĩnh từ người dân ở đây không. Theo lời Quý Trường Thanh, người thị vệ thứ theo thỏa thuận giữa ông ta và Quý Trường Thanh, phạm vi tìm đồ đệ của ông ta chỉ nên người trong mấy thôn này có thể sẽ biết đến sự tồn tại của người thị vệ này. Nhưng Lâm Thanh Diện vừa đặt chân đến thành phố gần nhất liền nhận được cuộc gọi của Lâm Trung Thiên. Cúi xuống nhìn chiếc điện thoại đang rung lên trong tay mình, Lâm Thanh Diện hơi sững sờ, đã rất lâu rồi anh không liên lạc gì với cha mình, cũng không biết ông gọi cho mình làm gì. Sau khi nhận nề của Lâm Trung Thiên, và sự im lặng kéo dài. Rất lâu sau, giọng nói của Lâm Trung Thiên mới vang lên, Lâm Thanh Diện, con có khỏe không? Cha đã nghe chuyện của Bích Hoài rồi. Chỉ cần người vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng, nên con cũng đừng quá lo lắng, hấp tấp vội vàng sẽ chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi. Lâm Thanh Diện ậm ừ một tiếng rồi nói, con Lâm Trung Thiên trả lời, sau đó lại không có bất kỳ âm thanh nào nữa, nhưng nghe tiếng thở của Lâm Trung Thiên có thể đoán được, chắc hẳn ông đang muốn nói gì đó. Cha, có phải cha còn muốn nói gì với con không? Lâm Thanh Diện hỏi. Lâm Trung Thiên trầm mặc một hồi. Cuối cùng thở dài rồi nói, cũng không phải là chuyện gì lớn, nếu con có thời gian, con về Quan Lĩnh một nếu bây giờ con không phân thân ra được thì cũng không sao, cha cũng không vội lắm, chỉ cần con có thể dành thời gian sớm nhất về Quan Lĩnh một chuyến là được rồi. Lâm Trung Thiên trả lời. Nghe Lâm Trung Thiên nói vậy, Lâm Thanh Diện lập tức cảm nhận được có điều gì đó không đúng, Lâm Trung Thiên ngày trước chưa từng vòng vo như vậy với anh. Cha, có phải xảy ra chuyện gì ổn? Lâm Thanh Diện trực tiếp hỏi một câu. Không có gì, cha chỉ muốn nói với con một tiếng vậy thôi, con có thời gian thì về đây đi, chỉ thế thôi. Giọng điệu Lâm Trung Thiên càng trở nên gấp gáp hơn, sau đó ông liền cúp máy. Lâm Thanh Diện nhìn chiếc điện thoại trong tay mà bất lực, anh cảm giác ở Quan Lĩnh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng thấy dáng vẻ của cha thiết. Bây giờ đi tìm cách giải độc cho Hứa Bích Hoài mới là chuyện cấp bách, đợi lần này anh trở về từ núi Tần Lĩnh xong mới đi Quan Lĩnh cũng không muộn. Quyết định xong. Lâm Thanh Diện không do dự thêm nữa, anh hướng thẳng về phía sân bay mà đi. Chương 1075, chặn đường cướp của. Trên chiếc xe khách đi đến dãy núi Tần Lĩnh, Lâm Thanh Diện đang ngả người trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này mặt trời đã lặn, bên ngoài đường núi quanh co, xe cộ đi lại khá gập ghềnh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Lâm Thanh Diện. Sau khi máy bay bay đến thành phố Tây Dương gần Tần Lĩnh nhất, Lâm Thanh Diện đã đi hết một quãng đường khó nhọc. Cuối cùng mới ngồi lên được chiếc xe này. Chiếc xe này là phương tiện đi lại duy nhất của các thôn dưới chân núi Tần Lĩnh. Lâm Thanh Diện lúc này đang nhanh chóng hướng đến chân núi Tần Lĩnh để nghe ngóng tin tức về người thị vệ thứ tư của Tần Trường Sinh từ thôn nhỏ kia. Tuy rằng thực lực của người thị vệ thứ tư này không bằng Tần Trường Sinh, sau khi thoát ra từ đường nối truyền tống cũng đã bị thương nặng, nhưng thực lực của ông ta vẫn vượt xa bất kỳ ai trên thế giới này. Vì vậy, trong mắt người thường, ông ta nhất định phải là một cao nhân giống như thần tiên, nếu ông ta xuống núi thu nhận đồ đệ, nhất định sẽ để lại một số câu chuyện truyền thuyết. Hơn nữa, trong lòng Lâm Thanh Diện có chút ngưỡng mộ người thị vệ thứ tư này, Tần Trường Sinh và ba thị vệ khác sau khi thoát khỏi đường nối truyền tống đều sống không được bao lâu thì chết, Tần Trường Sinh cũng nhờ đi đoạt xác mới giữ được mạng. Nhưng ông ta lại có thể sống đến bây giờ, đủ để thấy được thực lực của người này mạnh đến mức nào. Điều này cũng khiến Lâm Thanh Diện tự tin rằng anh có thể giải được chất độc trong người Hứa Bích Hoài, sở dĩ ông ta có thể sống lâu như vậy chắc chắn là dựa vào y thuật tuyệt vời, đối với ông ta mà nói, giải độc chỉ là chuyện rất đơn giản. Lúc này, ngồi trước mặt Lâm Thanh Diện là một vài cặp vợ chồng trung niên đang nói chuyện rôm rả. Mấy người nghe nói gì chưa, dạo gần đây đường chúng ta đi khá là bất ổn, thường xuyên gặp cướp, có người ở thôn cạnh chúng ta hôm đó đi ra đường thì bị cướp. Nghe nói là một lũ đàn ông cao lớn bẩm trợn, nhìn hung dữ đáng sợ vô cùng, sợ chết đi được. Không phải chứ, tôi cũng đã nghe về chuyện này rồi, tôi cứ nghĩ đó là một trò đùa của họ thôi, nhưng không ngờ nó lại là chuyện thật chứ. Không
Không phải đâu, con đường chúng ta đi quá xa xôi, hai bên đều là núi, cho dù có chạy qua cướp bóc thì cũng không có camera giám sát gì cả, nên chỉ cần to gan một chút là bắt đầu dở thủ đoạn này. Tôi nghe nói đó là một nhóm phạm nhân cải tạo vượt ngục từ các tỉnh khác, thủ đoạn tàn bạo vô cùng, còn dám giết người nữa cơ. Những người trong xe khi nghe thấy tiếng trò chuyện của họ thì đều có chút sợ hãi, cũng không ngừng hướng mắt ra bên ngoài xem, sợ mình cũng sẽ xui hệ thống an ninh ở các khu vực miền núi tương đối lạc hậu, vậy nên kiểu cướp giật một cô gái trạc tuổi 20, tuy ăn mặc không trẻ trung xinh đẹp như các cô gái thành phố nhưng nhan sắc này vẫn coi là tạm được, nếu xếp trong thôn thì chắc chắn cũng lên được hàng hoa khôi. Nghe xong cuộc trò chuyện của mấy người kia, cô cũng lo lắng xoa xoa tay, còn liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện bên cạnh. Khi Lâm Thanh Diện lên xe, cô gái này liền cảm thấy Lâm Thanh vô cùng sợ hãi, nhưng Lâm Thanh Diện thực sự vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ung dung, thậm chí còn nhắm mắt nghỉ ngơi, điều này khiến cô gái băn khoăn không biết anh ta thực sự không sợ hãi hay chỉ đang giả vờ như vậy. Không lâu sau, phía trước xe đột nhiên xuất hiện mấy người, trên tay bọn họ cầm mấy khúc gỗ, ném thẳng ra giữa đường. Tài xe thấy vậy đành phải dừng xe kẻ mồm xuôi, không biết nhà nào tuyển được mấy người đến đây. Mọi người thấy xe dừng lại thì ai nấy đều hoảng hốt, họ cũng chú ý đến những người chặn xe, mấy người đó đều đội mũ lưỡi chai, nhìn đã thấy không giống người tốt. Chết rồi, không ngờ chúng ta lại xui xẻo như thế, gặp phải cướp đường thật rồi, bây giờ phải làm sao đây? Còn làm gì được nữa, chỉ có thể hôm nay tôi ra đường không mang nhiều tiền, bây giờ chỉ mong bọn họ chứ cướp của thôi chứ đừng giết người. Mẹ nó nữa, sao cái mồm tôi lại thối thế này cơ chứ? Cứ nói chuyện gì là chuyện đấy xảy ra thật. Lâm Thanh Diện lúc này mới mở mắt, ban nãy anh đã dùng thần niệm quan sát bốn phía, đám người này có tổng cộng 11 người, phân công rõ ràng, xem ra đã cướp bóc này, nhưng anh không có động tĩnh gì ngay lập tức, mà định đi xem xét tình hình trước. Sau khi xe dừng lại, mấy người đội mũ chạy đến trước cửa xe gào thét đòi tài xế mở cửa. Tất cả bọn chúng đều cầm trên tay những thứ như thanh sắt hay dao dựa, cộng thêm hình thể cao lớn của chúng. Trông thật sự làm người ta khiếp sợ. Lái xe không mở cửa cho chúng mà sau đều bị những người này dùng gỗ lớn chặn lại, trên thanh gỗ còn có đóng đinh, nếu cố tình vượt qua, chiếc xe chắc chắn sẽ nổ tung. Thấy tài xế không mở cửa, đám người này không nói không rằng liền dùng đá đập vỡ kính ô tô, làm tất cả mọi người đều giật mình. Thấy vậy, tài xế biết được mấy kẻ này đúng là không thể động vào nên vội vàng mở cửa xe cho chúng. Đám đàn ông to lớn đó bước lên xe, kẻ kiếp. Ông dám không mở cửa cho bọn tôi à? Sao? Muốn ăn một gậy của ông nội đây tài xế, giơ tay đập vào đầu anh ta. Các đại ca, không phải tôi cố ý đâu, vừa nãy tôi sợ quá nên mới không mở cửa. Tài xế vội vàng cầu xin. Mấy tên to xác còn lại chĩa vũ khí trong tay vào mọi người trên xe. Tất cả mọi người, lấy tất cả những thứ có giá trị và không có giá trị trên người ra đây, lát nữa bọn tôi sẽ kiểm tra toàn thân, nếu mấy gãy chân mấy người. Mọi người nghe xong liền nhanh chóng lấy hết mọi thứ trong túi ra. Mấy kẻ đó đi thu tiền từng người một, đại ca của chúng thì đứng trên lối đi, theo dõi động thái của tất cả mọi người. Lúc này, tên đại ca mới chú ý tới cô gái ngồi bên cạnh Lâm Thanh Diện, trong mắt ông ta chợt hiện lên một tia tà ác. Ông ta trực tiếp đi tới chỗ cô gái, đưa bắt đầu run lên. Cô em, trông xinh xắn đấy, anh đây hơn nửa tháng nay không được động chạm gì rồi, vừa hay gặp được em. Lát nữa em đi xuống với anh để anh em chúng ta được sung sướng nhé. Tên đại ca nói một cách sung tục. Cô gái vô cùng sợ hãi nói, đại ca, xin anh hãy tha cho tôi sẽ đưa hết tiền cho anh. He he, có em rồi, ông đây còn cần mấy anh cho tốt, không chừng anh còn thưởng cho em mấy đồng đấy. Mấy tên to xác lập tức cười theo một cách thô thiển. Nhanh đứng dậy, xuống xe với anh. Đại ca nắm lấy cánh tay cô gái, muốn kéo cô xuống. Cô gái cố hết sức chống cự, giữ chặt ghế không buông. Mẹ nó, không nghe lời phải không? Anh nghĩ em cần được dạy một bài học đấy. Tên đại ca giơ tay định tát cô gái một cái. Đúng ngăn lại. Thả cô ấy ra. Chương 1076, thay trời hành đạo. Tên đại ca không ngờ có người dám cản mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện đó là một chàng trai trẻ tầm 25, 26 tuổi. Mẹ nó chứ, không muốn sống nữa sao? Đến cả chuyện của ông đây mày cũng muốn quản. Lâm Thanh Diện bình tĩnh, mở miệng nói, có ai nói cho mấy người rằng, chặn đường cướp của là phạm pháp không? Sau khi tên đại ca nghe thấy, nhất thời ngẩn ra, sau đó liền cười lớn, hét lên, bà mẹ nó tao không nghe nhầm đó chứ.
Sao nào, mày còn muốn ngăn tao chặn đường cướp của hay làm gì? Thằng nhóc, tao nói cho mày biết, lo chuyện bao đồng, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Những người ở trong xe vô cùng cảm thông nhìn Lâm Thanh Diện và cô gái đó. Rõ ràng họ đều cảm thấy Lâm Thanh Diện lo chuyện bao đồng là đang tìm đường chết, dù sao đối phương đông người như vậy, hơn nữa trong tay còn cầm vũ khí, không cẩn thận có khi mất cả mạng. Nhưng họ không dám nói linh tinh gì, sợ bản thân vướng phải phiền phức. Tôi cho mấy người một cơ hội, bây giờ lập tức cút xuống xe, tự mình đến đồn công an đầu thú, tôi sẽ không truy cứu gì cả, còn nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Tên đại ca nghe thấy những lời Lâm Thanh Diện nói xong, lập tức cười lớn lên, nói với mấy thuộc hạ rằng, chúng mày có vừa nghe nó nói cái gì không? Nó dám bảo chúng ta đến đồn công an tự thú, mẹ nó chứ đây là lần đầu tao thấy người đi khuyên người khác tự thú. Đám thuộc hạ lập tức cười phá lên theo, giọng điệu thể hiện rõ sự trào phúng đối với Lâm Thanh Diện. Tao thấy tên này xem bản thân mình là cọng hành lá rồi, lại dám nói những lời này với chúng ta, cậu ta cũng không thấy những thứ trong tay chúng ta. Kiểu người này tao thấy nhiều rồi, hơn 20 tuổi, nhiệt huyết đầy mình, đầu đội trời chân đạp đất, luôn cảm thấy bản thân vô cùng tài giỏi, đợi lúc cậu ta bị đánh rồi, liền biết bản thân chẳng là gì cả. Ha ha, loại người này đợi lát nữa bị đánh rồi chắc còn quỳ xuống chân chúng ta xin tha. Trên xe không ít người bắt đầu thở dài, mọi người cảm thấy Lâm Thanh Diện thực sự liều lĩnh, nếu không phải anh nhúng tay vào việc này, thì chắc cũng không dính đến rắc rối rồi, cùng lắm là tốn chút tiền thôi. Người con gái kia nhìn Lâm Thanh Diện ra mặt giúp mình, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng cô biết một mình Lâm Thanh Diện không cách nào chống lại được đám người cầm vũ khí, cho nên nhanh chóng nói với Lâm Thanh Diện, anh trai, anh đừng kích động, một mình anh sao đối phó được với họ, hay anh đừng quan tâm tôi nữa, đây cũng coi như là số của tôi. Lâm Thanh Diện cười với cô gái, nói yên tâm đi, một đám lâu la thôi, không có gì đáng sợ. Tên đại ca đó nghe thấy những lời Lâm Thanh Diện nói. Ánh mắt lập tức lộ ra tia ác độc, mắng, mẹ nó chứ, không cho mày nếm chút mùi vị, mày thực sự cho rằng mình có bản lĩnh, thật sự cho rằng tao không dám động tay động chân với mày sao? Nói rồi, ông ta giơ con dao trong tay lên, trực tiếp chém về phía Lâm Thanh Diện. Cô gái kia thấy tình hình như vậy, sợ tới mức nhắm chặt mắt lại. Sau đó con dao vẫn chưa đến chỗ đầu của Lâm Thanh Diện đã đưa tay ra nắm lấy cánh tay của ông ta. Tôi đã cho ông cơ hội rồi. Đến lúc đó đừng nói rằng mình hối hận trước mặt tôi. Sau đó anh dùng sức ở tay, trực tiếp bẻ gãy tay của người đàn ông. Một tiếng kêu thảm thiết như giết lợn vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều lộ ra dáng vẻ kinh ngạc, chấn động. Họ tưởng rằng người kêu thảm thiết là Lâm Thanh Diện, nhưng ai cũng không ngờ rằng, Lâm Thanh Diện đang đứng trên mặt đất không hề hấn gì, ngược lại tên đại ca đó vẻ mặt khổ sở, cánh tay đã mềm nhũn xuống, vừa nhìn là biết xương cốt bên trong đã gãy rồi. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không ngờ Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy. Đám đàn em của ông lớn cũng phản ứng lại, ý thức được sự việc có gì không đúng, lúc này mới xông về phía Lâm Thanh Diện, muốn giải quyết anh. Nhưng những tên lâu la này sao có thể là đối thủ của Lâm Thanh Diện chỉ dùng vài chiêu là có thể đánh ngã hết chúng. Hơn nữa không có ngoại lệ, Lâm Thanh Diện bẻ gãy mỗi tên một cánh tay. Những người này làm việc ác. Hơn nữa còn không biết trân trọng cơ hội, Lâm Thanh Diện chỉ làm gãy một cánh tay của chúng, coi như là nhân từ rồi. Phía dưới xe còn có một vài người đang hóng gió, họ đều nghe thấy tiếng hét thảm thiết ở trong xe, không biết xảy ra chuyện gì, cho nên chạy tới xem tình hình. Lâm Thanh Diện bình tĩnh đi về phía dưới xe, mấy người không biết chuyện gì xảy ra, trong đó có một người hỏi, anh xuống làm gì thế? Thay trời hành đạo, Lâm Thanh Diện cười nói. Mấy người ở đấy đều lặng người. Sau đó ý thức được là sự việc có gì không đúng, muốn ra tay với Lâm Thanh Diện. Đáng tiếc họ vừa nghĩ ra điều đó thì Lâm Thanh Diện đã tới trước mặt họ, trực tiếp làm gãy một cánh tay của họ. Những người ở trên xe nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã giải quyết cả đám người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó giúp đỡ tống đám người chặn đường cướp của ra khỏi xe. Họ để đám người này trói ở gốc cây bên đường, sau đó báo cảnh sát. Vì mọi người đều vội về nhà, cho nên sau khi báo cảnh sát xong, mọi người liền nhanh chóng bảo lái xe đưa họ rời khỏi nơi này, một lát nữa trời tối rồi, nơi như này buổi tối sẽ có thú dữ. Đám người chặn đường cướp của gãy tay thì không cần nói, đây gọi là nhân quả, lần này thật sự rơi vào trong tay của Lâm Thanh Diện. Trên đường đi, mọi người trên xe đều vô cùng cảm kích Lâm Thanh Diện, thể hiện ý cảm ơn với anh,
lần này nếu không phải có anh, thì họ thật sự đen đủi rồi. Trong đó người cảm kích anh nhất tất nhiên là cô gái đó, cô không ngừng thể hiện sự cảm kích trong lòng với Lâm Thanh Diện, đồng thời muốn báo đáp anh. Lâm Thanh Diện nói rằng chỉ là tiện tay thôi, không cần báo đáp. Nhưng cô gái này lại vô cùng nghiêm túc, cảm thấy Lâm Thanh Diện đã cứu mạng mình, đối với ân nhân cứu mạng mình, sao cô có thể đơn giản qua loa được. Nói chuyện với nhau, Lâm Thanh Diện biết được cô gái tên là Trương Tuyết, là cô gái trong một thôn nhỏ dưới chân núi Tần Lĩnh, lần này đi vào trong thành phố gửi thư cho cha mình. Anh trai, mạng của tôi là do anh cứu, nếu như không có anh, tôi nhất định sẽ bị đám người đó làm nhục rồi, cho nên tôi nhất định phải cảm ơn anh, nhà anh ở thôn nào. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ cùng mẹ tôi đến đó cảm ơn anh. Trương Tuyết thành khẩn nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười nói, tôi không phải người ở đây, lần này tôi tới du lịch thôi. Vì lười giải thích, cho nên Lâm Thanh Diện nói bản thân đến chơi. Trương Tuyết do dự một lúc, mở lời nói, vậy tối nay anh đã có chỗ ở chưa? Cái này thì chưa có. Lâm Thanh Diện trả lời. Hay là anh cùng tôi về đi, tôi nhất định sẽ báo đáp khiến anh hài lòng. Trương Tuyết nói. Chương 1077, truyền thuyết cao nhân. Lâm Thanh Diện lập tức lặng người, trong đầu đang đoán xem Trương Tuyết nói báo đáp khiến bản thân hài lòng là ý gì. Nhìn trời sắp tối rồi, Trương Tuyết lại mời Lâm Thanh Diện về nhà cô, còn nói muốn báo đáp anh, những cái này liên kết lại, khó tránh khiến người khác suy nghĩ lệch lạc. Trương Tuyết nói xong được vài giây, cũng ý thức có gì đó không thỏa đáng, mặt lập tức đỏ lên. Cô cúi đầu, nhanh chóng giải thích với Lâm Thanh Diện, anh trai, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Thực ra cái tôi nói muốn báo đáp, là cơ hội một lần thăng quan tiến chức, tháng này cao nhân trong núi vào thôn chúng tôi thu nhận đồ đệ. Thân thủ của anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ được cao nhân nhìn chúng. Trương Tuyết nói rất nhanh, như sợ Lâm Thanh Diện sẽ hiểu lầm gì đó. Lâm Thanh Diện sau khi nghe những lời Trương Tuyết nói, ánh mắt lập tức sáng lên, cao nhân cô ấy nói, không phải chính là thủ vệ thứ tư của Tần tiên sinh mà anh muốn tìm chứ. Ở tại nơi này, có thể nói là cao nhân thu nhận đồ đệ, e rằng chỉ có anh ta. Đương nhiên, dù cho người mà Trương Tuyết nói không liên quan gì đến thủ vệ thứ tư của Tần tiên sinh, Lâm Thanh Diện cũng phải đi xem xét, dù sao anh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nếu đã như vậy, thì tôi theo cô về, Lâm Thanh Diện nói. Trương Tuyết có chút bất ngờ, cô vốn cho rằng Lâm Thanh Diện không tin những lời cô nói, dù sao chuyện cao nhân thu nhận đồ đệ, chỉ có người gần thôn biết, họ sẽ không nói cho người ngoài. Hơn nữa dù cho nói rồi, những người tới du lịch đa số đều sẽ không tin. Anh trai, lẽ nào anh không sợ tôi lừa anh sao? Trương Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi. Lâm Thanh Diện cười nói, cô là một cô gái yếu đuối, có thể lừa tôi cái gì chứ? Hơn nữa chuyện cao nhân thu nhận đồ đệ mà cô nói, tôi cũng từng nghe qua, thực ra lần này tôi tới là vì chuyện này. Trương Tuyết vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại từng nghe nói chuyện cao nhân thu nhận đồ đệ này. Ngược lại là cô, dẫn một người đàn ông như tôi về, cô không sợ tôi có ý đồ gì sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Ánh mắt của Trương Tuyết lập tức trở nên kiên định, nói anh là một người tốt, tôi tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, bằng không lúc này anh đã không ra tay cứu chúng tôi. Lâm Thanh Diện gật đầu, không nói gì nữa. Một lúc sau, xe lái đến trước thôn, Lâm Thanh Diện và Trương Tuyết xuống xe. Anh Lâm Thanh Diện, đây chính là thôn của chúng tôi. Trương Tuyết nói, Lâm Thanh Diện vừa nhìn thôn nhỏ dưới chân núi, nhìn thấy ở gần đó có khói bếp, trong lòng nghĩ nơi rằng tuy lạc hậu. Nhưng cuộc sống thanh bình yên tĩnh hơn thành phố nhiều. Có thể nói cho tôi kỹ hơn về việc cao nhân thu nhận đồ đệ không? Lâm Thanh Diện nhìn Trương Tuyết ở bên cạnh, hỏi. Vì lúc nãy ở trên xe đông người, Lâm Thanh Diện không hỏi nhiều. Trương Tuyết lập tức kể cho Lâm Thanh Diện về truyền thuyết cao nhân nhận đồ đệ lưu truyền trong thôn. Hóa ra truyền thuyết cao nhân nhận đồ đệ đã lưu truyền trong thôn của họ và mấy thôn lân cận hơn trăm năm nay rồi. Thời gian này trùng khớp với thời gian mấy người Tần tiên sinh đến trái đất. Từ hơn trăm năm trước, đã tự xưng là người được cao nhân trong núi truyền dạy xuống núi đến các thôn khám bệnh cứu người, đồng thời tìm kiếm những đứa trẻ hoặc những thanh niên trẻ tuổi có tư chất nhận làm đồ đệ, đưa vào trong núi bồi dưỡng. Ban đầu mọi người đều cảm thấy người được gọi là cao nhân kia là kẻ lừa đảo, nhưng khi cao nhân này thể hiện y thuật đỉnh cao cũng cách làm như thần tiên, những người trong thôn này đã tin những lời cao nhân nói. Theo như lời của những người già trong thôn, vị cao nhân này thậm chí có bản lĩnh cải tử hoàn sinh. Sau đó người trong thôn đều vội vã đưa con mình đến trước mặt cao nhân,
để cao nhân nhận làm đệ tử. Nhưng tiêu chuẩn chọn đệ tử của cao nhân vô cùng nghiêm khắc, xung quanh nhiều thôn như vậy, mỗi lần xuống núi nhận đệ tử, nhiều nhất là nhận 2 đến 3 người, nếu như gặp phải người không có tư chất, cao nhân chỉ xem bệnh cho họ, sau đó quay lại núi. Những việc này đã tương truyền hơn 100 năm ở những thôn dưới chân núi này rồi. Hơn nữa về sau này, những đồ đệ của vị cao nhân nọ đều có thành tựu, những người trong thôn nhìn thấy thành tựu của họ xong, càng chắc chắn tin vào chuyện cao nhân đắc đạo. Chỉ là những năm gần đây cao nhân rất ít khi xuống núi, họ mỗi năm đều xuống thông nhận đồ đệ, đều là cử đồ đệ của mình đi, đến cả những người già trong thôn, mấy năm gần đây cũng rất ít gặp được cao nhân. Từ ban đầu cao nhân đã dặn dò những người trong thôn, bảo họ không được lan truyền việc này ra ngoài, nếu không sẽ bị trừng phạt. Những người trong thôn luôn giữ kín miệng, trước này chưa từng nói với người ngoài. Đương nhiên, dù cho vô cùng giữ lời, thì hơn 100 năm qua đi, cũng sẽ có vô vàn nguyên nhân để nói việc này ra ngoài. Ví dụ như lần này Lâm Thanh Diện cứu Trương Tuyết mới nói chuyện này với Lâm Thanh Diện. Cho nên ở bên ngoài tuy rằng trong ai biết chuyện núi Tần Lĩnh có cao nhân, nhưng cũng không phải tuyệt đối, những người biết tin và tin tưởng vào chuyện này, có lúc sẽ ôm mộng bái sư, đến đây mong có thể bái cao nhân làm sư phụ. Lâm Thanh Diện sau khi nghe Trương Tuyết nói xong, căn bản đã chắc chắn người được gọi là cao nhân, chính là thủ vệ thứ tư của Tần Tiên Sinh. Đệ tử của vị cao nhân này lúc xuống núi thu nhận đồ đệ thường là vào lúc nào? Lâm Thanh Diện hỏi. Lần này anh tới rất đúng lúc, theo như lúc trước đệ tử cao nhân xuống núi, chắc là không quá vài hôm, họ sẽ lại vào trong thôn. Trương Tuyết trả lời. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói, những ngày này, tôi làm phiền cô rồi, nhưng tôi sẽ trả phí ăn ở. Vì cân nhắc đến tình hình trong thôn, lúc Lâm Thanh Diện đến, đã cầm theo ít tiền mặt, dùng như vậy cũng tiện. Bây giờ trong túi của anh, có cả sấp tiền, không lo không đủ tiêu. Anh Lâm Thanh Diện quá khách khí rồi, lần này anh cứu tôi cảm ơn anh còn không kịp, sao có thể thu tiền của anh? Trương Tuyết nói. Lâm Thanh Diện thấy Trương Tuyết nói như vậy, chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Trương Tuyết đưa Lâm Thanh Diện đến trước một căn nhà được coi là ngăn nắp, trên đường tới đây, không ít người nhìn Trương Tuyết dẫn theo Lâm Thanh Diện, đều hỏi đây có phải bạn trai Trương Tuyết không? Khiến cô đỏ bừng mặt. Trương Tuyết đẩy cửa nhà, nhìn vào bên trong, Lâm Thanh Diện cũng đi theo vào. Hai người vừa đi vào trong đã nghe thấy tiếng cãi nhau từ bên trong vọng ra. Trương Tuyết thấy tình hình, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng chạy vào trong phòng. Đồ thối tha, tôi nói cho cô hay, hôm nay nhất định phải bắt Trương Tuyết nhà mấy người đi phục vụ lão đại của chúng tôi, bằng không chúng tôi đập nhà mấy người. Chương 1078, anh xà. Cầu xin các cậu hãy tha cho Tuyết nhà chúng tôi, con bé vẫn còn là gái tân, nếu các cậu thật sự đưa con bé đi thì đời này của con bé sẽ không còn gì nữa. Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên. Phác, lão đại chúng tôi thấy cô ta là gái tân nên mới bảo tôi đưa cô ta tới, lão đại chúng tôi đã nói với bà chuyện này từ rất lâu rồi, bây giờ bà không giao người là không để lão đại chúng tôi vào mắt đúng không? Giọng một người đàn ông vang lên. Trương Tuyết lo lắng vọt vào phòng, đắng chắn trước mặt mẹ mình. Đứng đối diện với cô là một người đàn ông khá thô kệch, nước da ngăm đen và khuôn mặt âm trầm, hung ác. Gã thấy Trương Tuyết xuất hiện thì lập tức nở nụ cười giễu cợt, gã nói, ồ, không phải là đã về rồi đây sao? Đúng là càng lớn càng xinh đẹp, lão đại chúng tôi mà thấy chắc chắn sẽ rất vui. Cô gái, mau đi theo chúng tôi, lão đại chúng tôi còn đang đợi kìa, nếu để anh ấy đợi sốt ruột thì người bị tra tấn đêm nay sẽ là cô đấy. Trương Tuyết nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ mặt đầu phẫn hận, đám lưu manh các người dựa vào đâu mà tôi phải đi theo. Đây là nhà tôi, anh mau ra ngoài cho tôi. Gã đàn ông cười khẩy, không ngờ tính tình cũng nóng nảy đấy, chẳng lẽ cô chưa nghe đến danh tiếng của lão đại chúng tôi. Cô ra ngoài nghe ngóng xem mấy thôn quanh đây có ai dám động tới anh xà của chúng tôi, nếu bây giờ cô không đi theo tôi thì người gặp xui là mẹ con cô đấy. Trương Tuyết nghe đến cái tên anh xà thì lòng run lên. Nhưng cô cũng biết nếu hôm nay đi theo gã thì sẽ có kết cục gì, cho nên dù thế nào bây giờ cô cũng không thể đồng ý với người đàn ông này. Bây giờ là xã hội pháp trị, nếu các anh đối xử với tôi như vậy sẽ bị pháp luật trừng trị. Trương Tuyết nhìn người đàn ông rồi hét lên. Gã đàn ông bĩu môi nói, xã hội pháp trị, pháp luật chỉ quản lý người dân trong thành phố, ai quan tâm đến những người ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này. Cô đừng ngây thơ với tôi ở đây nữa. Nói xong người đàn ông bước lên muốn bắt Trương Tuyết và đưa cô đi. Lúc này Lâm Thanh Diện bước vào phòng, anh cởi ba lô trên lưng xuống,
để trên mặt đất rồi tới trước mặt gã đàn ông. Đúng là nơi hoang vu hẻo lánh dễ sinh ra những kẻ rác rưởi như chúng mày, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai quản lý. Nói xong anh đạp một đạp vào bụng gã đàn ông. Hắn bay thẳng ra phía sau, va vào khung cửa. Trương Tuyết và mẹ cô nhìn thấy cảnh tượng này thì đều giật nảy mình, Trương Tuyết còn đỡ, cô đã từng thấy Lâm Thanh Diện ra tay, nhưng mẹ cô lại khá là sốc, bà không ngờ lại có một người đàn ông lợi hại như vậy xuất hiện, đến để dạy dỗ kẻ coi trời bằng vung này. Gã đàn ông nhịn đau, nhìn về phía Lâm Thanh Diện rồi cắn răng nghiến lợi, "Fuck your mother, mày là ai? Mày có biết tao là người của anh Xà không hả? Mày dám đánh tao, chán sống rồi à?" Lâm Thanh Diện cười với gã rồi nói, "Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh Xà là ai." Gã đàn ông cắn răng, biết mình không thể xử lý được người đàn ông trước mặt, đúng lúc gã ngã ngay cạnh ba lô Lâm Thanh Diện, gã xách ba lô lên rồi ném về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện né được, ba lô rơi xuống đất, khóa kéo tự mở ra, tiền mặt bên trong rơi ra khiến gã đàn ông sửng sốt. Gã đàn ông đó lớn đến này rồi nhưng chưa được thấy nhiều tiền mặt như thế bao giờ. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu gã là đã đụng phải một con cừu béo. Nhưng chắc chắn một mình gã không làm gì được con cừu béo này nên gã nhanh chóng đứng dậy rồi hét lên với Lâm Thanh Diện, "Thằng nhóc, chờ đó cho tao, tao sẽ gọi người đến xử lý mày, cho mày biết mặt." Nói xong gã lật đật chạy đi. Lâm Thanh Diện không đuổi theo mà đi về phía ba lô của mình, anh nhặt tiền bị rơi ra ngoài lên, nhét lại vào ba lô. Trương Tuyết lại nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt biết ơn rồi nói, "Anh Lâm Thanh Diện, cảm ơn anh, không ngờ lần này tôi lại được anh cứu, tôi cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy, trong cùng một ngày lại gặp những hai chuyện." Lâm Thanh Diện cười nói, "Người xui xẻo hơn cô còn nhiều lắm, chuyện này cũng chưa là gì, đừng để trong lòng." Mẹ của Trương Tuyết nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ nghi hoặc sau đó kéo con gái sang một bên, hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Trương Tuyết kể cho mẹ nghe những chuyện mình đã gặp trên ô tô lúc về, sau đó lại nói về tình hình của Lâm Thanh Diện. Mẹ Trương Tuyết nghe xong cũng rất biết ơn Lâm Thanh Diện, không ngờ trước khi anh tới đây đã từng cứu Trương Tuyết một lần. "Chàng trai à, con gái tôi có thể bình an vô sự thật sự rất cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ nhớ kỹ ân tình này, nhưng tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây ngay đi, cậu ở lại đây sẽ chỉ là mục tiêu cho anh Xà nhắm vào thôi. Mà vừa nãy trong túi cậu lại rơi ra nhiều tiền như thế, chắc chắn người của anh Xà đã để mắt tới cậu, không chỉ cậu phải rời đi mà chúng tôi cũng phải đi. Tôi đi thu dọn đồ đạc, đêm nay cậu cứ trốn ở trong núi với chúng tôi đi, sáng mai cậu hãy mau mau rời khỏi nơi này, anh Xà không phải người mà chúng ta có thể tùy tiện động vào đâu." Mẹ Trương Tuyết nói với Lâm Thanh Diện một cách rất chân thành. Vẻ mặt Trương Tuyết cũng nghiêm lại, cô cũng biết anh Xà là người thế nào, nếu bọn họ biết Lâm Thanh Diện giàu có như vậy, rất có khả năng cả đời này Lâm Thanh Diện sẽ không thể ra khỏi khu vực núi này. Lâm Thanh Diện thấy hai mẹ con họ căng thẳng thì cười nói, "Cô đừng lo lắng quá, chắc vừa nãy cô cũng thấy thân thủ của cháu rồi, đám lưu manh đó ở trước mặt cháu chẳng là gì đâu, nếu họ dám tới thì cháu có thể xử lý bọn họ, cũng coi như vì dân trừ hại." Mẹ Trương Tuyết nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì vội nói, "Cậu trai trẻ à, cậu đừng nghĩ như vậy, mặc dù anh Xà là thôn bá chúng tôi nhưng cậu ta không như những thôn bá khác, cậu a biết pháp thuật." Lâm Thanh Diện nghe mẹ Trương Tuyết nói vậy thì ngẩn người, sau đó hỏi, "Biết pháp thuật? Pháp thuật thế nào?" Mẹ Trương Tuyết giải thích, "Tôi không biết cụ thể là pháp thuật gì, nhưng mọi người ở đây đều đã được thấy anh Xà ra tay, cậu ta có thể tạo ra một chiếc roi ra phát sáng từ không khí. Ban đầu cũng có một thanh niên đầy nhiệt huyết như cậy, vì không yêu hành vi của anh Xà nên tìm cậu ta lý luận, kết quả bị anh Xà dùng roi quất chết. Cho nên chúng ta không động được tới anh Xà đâu, cậu ta không phải người bình thường, pháp thuật của cậu ta rất đáng sợ, động vào cậu ta sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo." Lâm Thanh Diện nhíu mày, theo lời mẹ Trương Tuyết thì chẳng nhẽ anh Xà này là một cao thủ hóa cảnh. Chương 1079, Thần Tiên. "Anh Lâm Thanh Diện, mẹ tôi nói đúng đấy, anh Xà không phải người bình thường đâu, chỉ đánh nhau giỏi thôi ở trước mặt anh ta cũng vô dụng, cho nên chúng ta vẫn nên mau rời khỏi đây thôi." Trương Tuyết cũng nghiêm túc nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn cô ấy rồi nói, "Đừng hoảng sợ, cho dù hắn biết pháp thuật thì cũng không cần phải sợ. Hai người nói cho tôi biết phép thuật của anh Xà kia có phải thế này không?" Nói xong Lâm Thanh Diện vận chuyển Huyền Kình, trong tay anh cũng xuất hiện một roi ra. Hai mẹ con Trương Tuyết nhìn thấy cảnh này cũng lập tức mở to mắt, nhìn Lâm Thanh Diện một cách khó tin, thậm chí Trương Tuyết còn kêu ra tiếng. "Sao, sao có thể như vậy? Anh Lâm Thanh Diện,
lẽ nào anh cũng biết phép thuật? Trương Tuyết hơi lắp bắp nhìn Lâm Thanh Diện, hiển nhiên đã bị chiêu này của anh làm cho giật mình. Lâm Thanh Diện cười với cô ấy rồi nói, đây không phải phép thuật, chỉ là một phương pháp nhờ vận dụng sức mạnh mà thôi, cũng không cần quá kinh ngạc. Mẹ Trương Tuyết nhìn Lâm Thanh Diện hồi lâu, việc đầu tiên bà làm sau khi phản ứng lại là quỳ gối trước anh. Thần tiên, cậu trai trẻ, cậu chính là thần tiên, cầu xin cậu hãy cứu Tuyết nhà chúng tôi. Lâm Thanh Diện thấy thế thì vội bước đến ngăn mẹ Trương Tuyết lại, anh nói, cô à, cháu không phải thần tiên, cháu chỉ giỏi hơn người bình thường một chút mà thôi, cô đừng hành lễ với cháu như vậy, cháu không nhận nổi. Giáo dục địa phương ở miền núi chưa phổ cập nên khi nhìn thấy hiện tượng khó lý giải này mọi người sẽ theo bản năng tưởng tượng ra ma, thần. Vừa nãy cậu đã sử dụng phép thuật rồi còn không phải thần tiên sao? Mẹ của Trương Tuyết kinh ngạc mà kính trọng nhìn Lâm Thanh Diện, bà không ngờ con gái mình lại dẫn thần tiên về nhà. Cháu cũng không thể giải thích rõ ràng chuyện này với cô được, cô chỉ cần biết cháu là người bình thường lợi hại hơn chút thôi, không phải thần tiên. Lâm Thanh Diện nói. Vậy cậu là thần tiên chuyển kiếp? Mẹ Trương Tuyết lại hỏi. Lâm Thanh Diện đột nhiên không nói nên lời, anh chuyển chủ đề, cô hãy nói cho cháu về anh xà này trước đi, nói cho cháu biết về lai lịch cụ thể của hắn ta. Lúc này mẹ Trương Tuyết mới chuyển sự chú ý khỏi Lâm Thanh Diện, bắt đầu kể cho anh nghe chuyện của anh xà. Hóa ra anh xà không phải người ở đây, năm ngoái hắn đến thôn xóm lân cận vùng núi Tần Lĩnh này, cường thế chiếm đoạt nhà của một gia đình giàu có nhất. Sau đó hắn tập hợp những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ ở thôn lân cận lại với nhau, yêu cầu họ làm việc cho mình. Cái gọi là, làm việc, ở đây là làm việc vặt bắt nạt dân làng ở các làng gần đó, ăn cắp đồ, trộm tiền, trêu ghẹo các cô gái tân. Ban đầu sau khi thấy hành vi của anh xà, người dân các làng xung quanh muốn phản kháng, mọi người tập hợp lại, muốn diệt trừ yêu tinh hại người đột nhiên xuất hiện này. Dù sao từ sau khi hắn tới, người dân của mấy thôn xung quanh chẳng ai được sống yên ổn. Nhưng điều khiến họ không ngờ là những người lao động cường tráng, khỏe mạnh của mấy thôn hợp lại cùng nhau đi diệt trừ anh xà, kết quả bị một mình hắn hạ gục. Mọi người đều không ngờ anh xà lại lợi hại như thế, cho nên cuối cùng chỉ đành lựa chọn nhẫn nhịn, chịu đựng, chỉ hy vọng người của anh xà không đến gây phiền phức cho gia đình mình. Thậm chí rất nhiều người đã chuyển đi nơi khác để tránh anh xà. Nhưng hầu hết dân làng đều sống ở đây cả đời, cuộc sống vốn rất khó khăn. Không có điều kiện chuyển đi nơi khác cho nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng những phiền phức mà anh xà gây ra. Cho đến một người ngoài tới, được gọi là đại sư võ học, nghe nói chuyện của anh xà thì một mình đến thách đấu với hắn, muốn trừ hại cho nhân dân. Khi ấy rất nhiều người dân trong làng biết tin đều chạy lại xem, nhưng điều bất ngờ là anh xà lại biến ra một cây roi, chỉ với một cây roi đó mà người được gọi là đại sư võ học kia đã bị hắn đánh chết. Từ đó về sau, tất cả dân làng coi anh xà như thần tiên, vì hắn biết sử dụng phép thuật, còn biết biến háo ra roi, hơn nữa còn đánh chết người bằng cây roi ấy. Chỉ là trong mắt mọi người, thần tiên anh xà này là một ôn dịch, hắn không đem lại may mắn gì cho dân làng mà chỉ dung túng thuộc hạ mình bắt nạt dân làng. Nhưng từ sau khi biết anh xà có phép thuật thì tất cả người dân đều kính nể hắn, không ai dám động vào thuộc hạ hắn, bị bắt nạt cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Sau này một vài dân làng nghe ngóng được từ mấy thuộc hạ của anh xà, sở dĩ anh xà đến nơi này là để tìm vị cao nhân đắc đạo trong núi Tần Lĩnh. Hắn muốn bái vị cao nhân đắc đạo kia làm sư phụ cho nên tạm thời ở lại thôn này, chờ vị cao nhân kia xuống núi thu nhận đồ đệ. Lâm Thanh Diện nghe mẹ Trương Tuyết kể về anh xà xong thì cười khẩy, một kẻ xấu xa làm nhiều việc ác như vậy mà cũng có mặt mũi muốn bái cao nhân làm thầy, đúng là nực cười. Hơn nữa từ những thông tin này, Lâm Thanh Diện cũng có thể suy ra được, dù thực lực của anh xà này đã đạt tới hóa cảnh thì cũng chỉ ở giai đoạn hóa cảnh sơ kỳ thôi, không quá mạnh. Dù sao cho dù hộ vệ thứ tư của Tần Trường Sinh còn sống, vì năm đó thoát khỏi đường nối truyền tống nên bị thương thì thực lực của ông ta cũng chỉ là hóa cảnh đỉnh phong, không thể là thần cảnh. Mà anh xà này muốn bái sư, có nghĩa là thực lực của hắn vẫn chưa đủ. Hai người yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện anh xà này, hắn là một người làm nhiều việc ác. Đáng lẽ phải đem ra công lý, mà vừa hay tôi cũng muốn trừ gian diệt ác, cho nên sẽ không để mặc cho hắn tiếp tục hung hăng độc đoán nữa. Lâm Thanh Diện nói với hai mẹ con Trương Tuyết. Sau khi được thấy thủ đoạn của Lâm Thanh Diện, hai người đã coi anh như thần tiên nên nỗi sợ trước đó cũng chẳng còn nữa. Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé, mấy thôn lân cận của chúng tôi có được sống cuộc sống yên bình hay không đều nhờ vào cậu cả. Mẹ Trương Tuyết kích động nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, để bọn họ không quá căng thẳng.
nên làm gì thì làm đó, lát nữa có người tới cứ để anh ứng phó. Quả nhiên một lúc sau, một đám người tới trước sân nhà Trương Tuyết, bao vây cả nhà Trương Tuyết lại. Thằng oát con, mau cút ra đây cho ông, dám động vào người của anh xà chúng tao, tao thấy là mày chán sống rồi. Lâm Thanh Diện đi ra ngoài, nhìn thấy nhóm người bên ngoài đều là kẻ ất ơ đầu đường xó chợ, không có ai đạt tới hóa cảnh. Anh cũng đã đoán được tình huống này, dù sao anh xà đó chắc chắn sẽ không vì một người trẻ tuổi biết đánh nhau mà đích thân ra trận. Nhưng nếu anh xà không tới thì anh sẽ đích thân tới đó một chuyến, đi xem rốt cuộc người được gọi là anh xà này là người thế nào. Chương 1080, Lý Xà. Đám lưu manh nhìn Lâm Thanh Diện đi ra, một người trong đám bất ngờ hung dữ hơn. Người trước đó bị Lâm Thanh Diện đạp một cước hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, lớn tiếng quát, anh em, chính là người này, trong túi nó có ít nhất hơn 300 triệu, chúng ta xử lý nó xong, lấy tiền của nó sau này có thể tiêu xài sống sung sướng rồi. Ánh mắt mọi người nhìn về hướng Lâm Thanh Diện trong tích tắc trở nên sáng bừng lên, ở chỗ vùng núi này, con số 300 triệu đủ cho một gia đình sống cả đời, vì vậy đối với họ mà nói thì đó là số tiền khủng. Lâm Thanh Diện nhìn bọn họ rồi cười cười, lên cao giọng, thật ra trong túi của tôi có 1 tỷ 500 triệu. Những người đó nghe được đều mở to hai mắt nhìn, họ không thể ngờ được Lâm Thanh Diện lại nói toạt ra số tiền mình có mà không hề có chút gì muốn che giấu. Con mẹ nó, mày có nhiều tiền vậy? Còn không biết mau lấy ra hiếu kính tụi này, còn đứng thất thần ở đó làm gì, nhanh đem 1 tỷ 500 triệu đó giao nộp ra đây, ít ra tụi này còn có thể tha cho mày. Đúng vậy, mau đưa tiền ra đây, đừng nhiều lời với tụi này. Biểu cảm trên mặt Lâm Thanh Diện bắt đầu trở nên khiêu khích, anh lên tiếng nói, tụi bây cảm thấy tụi bây có tư cách lấy số tiền này sao? Mọi người nghe được lời nói của Lâm Thanh Diện, nhất thời sắc mặt trầm hẳn xuống. Mẹ nó, thằng nhóc này đang chơi tụi mình đó. Mẹ nó, dám coi thường tụi này, mày cũng không nhìn lại xem mình là cái thá gì, mày tưởng một mình mày có thể xử lý được tụi tao sao? Đừng nhiều lời với nó, lên đi, đập cho nó một trận để cho nó biết lợi hại của chúng ta. Lâm Thanh Diện hừ lạnh, anh vốn không tính nhiều lời với đám người vô nghĩa này, anh liền đưa tay lên hướng về bọn họ tát một cái. Lực mạnh xuất hiện, một bàn tay hư ảnh khổng lồ từ không trung xuất hiện, trực tiếp bao phủ lên nhóm người họ. Những người đó vốn đang tính nhào đến chỗ Lâm Thanh Diện để giáo huấn anh, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện tạo ra bàn tay hư ảnh khổng lồ này, trong tích tắc mọi người đều sợ tới mức trợn tròn mắt. Nó, sao nó biết chiêu thức của đại ca mình, sao lại như thế được? Động tác đó cơ hồ chỉ là động tác đơn giản dễ dàng trong tích tắc, bàn tay hư ảnh đó đánh trực tiếp lên người bọn lưu manh, khiến cho tất cả bọn họ bị đánh ngã nhào nằm sóng xoài trên mặt đất. Không ít người bị đánh hôn mê, thậm chí có người còn ói ra máu. Lâm Thanh Diện lao đến chỗ bọn họ, liền thuận tay bắt giữ lấy người trước đó đã bị anh đá một cước. Người này lúc nãy bị bàn tay hư ảnh của Lâm Thanh Diện đánh bất tỉnh, anh đánh thêm một cái vào sau đầu người đó, người này liền giật mình tỉnh lại. Người này sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là hét lớn, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện van xin tha thứ, anh, đại ca, em sai rồi, xin anh tha cho em, từ giờ em xin chừa. Em không dám nữa. Dẫn tôi đi gặp anh xà của tụi bây. Lâm Thanh Diện bình thản lên tiếng. Người đó vừa nghe được Lâm Thanh Diện nói, liền gật đầu và nói, chỉ cần anh tha cho em, anh muốn em làm gì cũng được. Sau đó người đó dẫn Lâm Thanh Diện đi theo hướng ngoài rời khỏi. Hai mẹ con Trương Tuyết chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu, gương mặt họ không khỏi kinh ngạc khiếp sợ. Nhiều người như vậy, mà tất cả bị một cái bạt tai của Lâm Thanh Diện đánh nằm hết. Đây không phải là chiêu thức của thần tiên thì còn là gì nữa. Con gái, lần này con đúng là đã mang thần tiên về nhà thật rồi, mà cũng không biết cậu ta có đối phó được với anh xà hay không. Mẹ của Trương Tuyết lên tiếng nói. Mẹ, con cảm giác anh Lâm Thanh Diện cực kỳ lợi hại, nếu anh ấy chịu ra tay đối phó với anh xà, chắc chắn anh ấy có thể chế phục được anh xà. Trương Tuyết trả lời với vẻ mặt chắc chắn. Mẹ Trương Tuyết trừng mắt nhìn cô và nói, cái gì anh, đó là thần tiên đó. Thần tiên không phải tùy tiện để người phàm như chúng ta có thể dính líu liên quan đến được đâu, cẩn thận cậu ta nghe được sẽ nổi giận. Cuối thôn, có một căn nhà với diện tích rất lớn, căn nhà này là căn nhà giàu, nổi tiếng ở mấy thôn xóm lân cận, những người trước đây ở chỗ này đều là những người giàu có ở mấy thôn xóm đó, cuộc sống hàng ngày khá an nhàn thoải mái. Nhưng có điều sau này anh xà xuất hiện, đuổi thẳng những người trong căn nhà này ra ngoài, rồi tự mình chiếm lấy căn nhà đó để ở. Từ đó về sau, rất ít người dám tới gần khu vực này,
ngay cả đến những nhà sống gần đó cũng vì lo sợ anh xà sẽ gây phiền toái, bất đắc dĩ phải dọn đi thôn khác ở. Người đó dẫn Lâm Thanh Diện đến cửa căn nhà, rồi nói với giọng nơm nớp lo sợ, anh xà ở đây, đại ca, giờ thì anh có thể tha cho em rồi chứ. Lúc này Lâm Thanh Diện đã sử dụng mắt thần của mình, anh phát giác ra trong căn nhà này đích thực có cao thủ có thực lực đã đạt đến giai đoạn đầu của hóa cảnh. Xem ra dự đoán trước đó của anh đã đúng, anh xà này đích thực là cao thủ hóa cảnh. Đồng thời anh có chút không hiểu, một cao thủ hóa cảnh, sao lại đến đây làm đại ca cho đám lưu manh? Người này tuyệt đối là cao thủ hóa cảnh không có chút gì tiền đồ nhất mà anh gặp qua. Vì dù sao với một cao thủ hóa cảnh mà nói, khi ở thế giới bên ngoài, họ đều đủ tư cách để thành lập những môn phái võ cổ hoặc người đứng đầu của những gia tộc võ cổ. Anh nhìn thoáng người bên cạnh, cười cười và nói, được rồi, cậu có thể cút đi được rồi. Nói xong, anh bèn đạp thẳng vào người đó, theo lực đạp của anh, thân hình của người đó bay thẳng ra xa, ngã sấp xuống đất rồi không ngừng lăn về phía trước, sau đó rớt vào một hố nước ở cách đó không xa. Lâm Thanh Diện nhìn căn nhà lớn, rồi sau đó đưa chân lên đạp vào cửa chính. Cánh cửa chính rớt ra khỏi tường và bay thẳng vào bên trong vườn. Hành động này gây chấn động đến những người trong nhà, trong chớp mắt, mười mấy người trong nhà liền lao ra ngoài. Lâm Thanh Diện đi thẳng vào trong, liếc nhìn mười mấy người đó và lên tiếng nói, gọi anh xà của tụi bây ra đây. Cả đám người đó đều nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt cảnh giác, một trong số họ lên tiếng, mày là ai? Anh xà của tụi tao là người mày nói muốn gặp là gặp sao? Lâm Thanh Diện không nhiều lời với họ, anh tung một chưởng, mười mấy người ngã nhào trên đất. Ngay đúng lúc anh chuẩn bị bước vào trong nhà để bắt anh xà ra, bất ngờ một bóng người xuất hiện trước mặt anh. Anh là ai? Sao lại ra tay với người của tôi? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm người đó, anh phát hiện người đứng trước mặt mình là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, gương mặt có chút âm u, ánh mắt có chút hung ác như mắt rắn độc. Đồng thời trên đầu anh ta còn hiện lên thông tin của người có tên trên bảng treo thưởng của Trung Thần Điện. Lý Sa, xếp thứ 6 trên bảng treo giải thưởng, vốn là người nham hiểm độc ác, thủ đoạn tàn độc, đã từng vì một người con gái mà tàn sát hết cả thôn, là đối tượng truy bắt trọng điểm của Trung Thần Điện. Nếu đoán không sai, người đứng trước mắt đây chính là Lý Sa, người có tên trên bảng treo thưởng. Anh là Lý Sa, Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại. Gương mặt Lý Sa lộ rõ vẻ bất ngờ. Rõ ràng anh không ngờ tới có người biết thân phận của mình. Rốt cuộc anh là ai? Sao lại đến chỗ tôi? Lý Xà nhìn Lâm Thanh Diện với chút cảnh giác. Lâm Thanh Diện để lộ chút ý cười trên mặt, anh mở miệng nói, người của anh muốn cướp tiền của tôi, đương nhiên tôi đến đây để hỏi chuyện. Sẵn tiện nói thêm, tôi là người của Trung Thần Điện, có thể gặp được người có tên trên bảng treo thưởng của Trung Thần Điện ở đây, tính ra có thể nói chúng ta có duyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1080.